Xin chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh bác một số mã hàng bên em hàng vừa về xong này, và một số mã hàng bên em sẽ thanh lý xả kho đấy, để các bác dễ mua. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên nhá. Lại mua từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó là em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngắm này. Đấy, rất nhiều những mã hàng mới này, bộ dụng cụ sửa dụng cụ đồ nghề này, bình tông bộ quốc phòng này. Đấy, rồi là đèn tròn, quạt tích điện nhá, rất nhiều mã hàng mới luôn. Thì bác cùng đón xem. Đấy thì xem ưng cái mã nào cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên màn hình, các bác cứ gọi theo hai số ở trên màn hình em đang gắn ở đây để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đó. Rồi em lên nhanh bác một số cái mã hàng mới này. Đấy, mã hàng đầu tiên thì em về một ít cái lô hàng bãi này, đó là cái hộp dụng cụ 11 món nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái hộp dụng cụ 11 món, báo giá bác luôn 100.000. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp dụng cụ 11 món hoặc là bộ V11 đều được. Đấy, 100.000 một bộ nhá. Một cái bộ này sẽ gồm có là 11 món nhá, 11 món để về cho các bác mình sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng được hết luôn. Đó, ở đây nó sẽ có là một chiếc búa này, một chiếc cà lê này, mỏ lết này. Đấy, rồi là kìm nhá các nhá, kìm, một chiếc thước kéo rút 12 mét này, rồi là có dao giấy, bút điện, bộ lục giác này. Ở đây là có một cuộn băng keo điện và ba cây tô vít nhá, đựng trong một chiếc hộp rất ok nha. Đấy, khi mà các bác xài xong đó, đấy, các bác lại đóng hộp vào, các bác xách mang đi mang lại rất là tiện, hoặc là mình dùng gia đình mình dùng xong cái là mình lại cất vào trong cái hộp này. Đấy, mình để nó gọn lên rất ok. Đến lúc mà các bác xài như này, đến lúc mà các bác kiếm đồ, các bác đi lấy đồ các thứ giờ các bác cũng dễ kiếm dễ tìm, đỡ mà phải bình thường là các bác cứ xài một cái một, các bác cứ hay vứt linh tinh ấy. Đấy, đến lúc mà các bác dùng và các bác kiếm nó rất là khó kiếm khó dùng. Đấy, đến lúc mà các bác tìm nó rất là mất công, nhưng mà khi mà các bác xài cái bộ này đấy thì mình cứ dùng đến bộ chi tiết nào mình lấy chi tiết đấy, khi nào dùng xong là các bác lại bỏ vào trong cái chỗ đấy luôn. Đấy, nó khớp vào vị trí luôn nhá, kìm này, mỏ lết, rồi là búa đinh này, đấy, thước này, dao giấy, tô vít, cái này là cái cây bút điện này, tô vít này, lục giác, băng keo điện, đầy đủ hết luôn. Đấy, về các bác nói chung là bộ này xài gia đình này, anh em thợ thuyền đấy, dùng những công việc đơn giản dùng bộ này thì quá hợp lý rồi. Đấy, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 100.000 bộ này. Hàng này là hàng bên em ôm lô, hàng thanh lý siêu thị Nhật, rất là xịn sò, hàng bãi Nhật các nhá. Hộp dụng cụ 14 món các nhá. Lên mã nha, sẽ cái bộ V11 nhá. Báo giá bác luôn là 100.000 bộ này. Đấy, 100.000 bộ này sẽ gồm có là 11 món nhá, gồm có 11 món, đựng trong một chiếc hộp rất là xinh nha. Đấy, về các bác sử dụng xài rất ok luôn. Bộ hộp dụng cụ 11 món 100k một bộ nhá, chỉ có 100.000 thôi. Đấy, hộp hiếc ngon lành hết luôn nhá nhá. Đấy, nguyên cái hộp này các bác về các bác đựng đồ đạc đây rất là giá trị rồi. Lại cần đồ những cái chi tiết bên trong nữa là dùng là quá thoải mái luôn, mà giá nó chỉ có 100.000 thôi. Về dùng gia đình này, cần cái là mình có mình dùng luôn, đỡ phải đi mượn đi mõ, hoặc là ví dụ như là mình cần cái mình có mình sửa luôn. Đấy, nhiều khi cứ phải gọi thợ thiếc nó mất công. Đấy, có cái những cái đồ đạc này mình xài mình dùng mình xoáy mình sửa thứ là có cái mình xài luôn nhá. Đó, 100k. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp dụng cụ 11 món nhá. V11 100.000 bộ. Dạ, và tiếp theo thì lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng rất hay, sử dụng trong nhà bếp thì rất hợp lý này. Đó, lên mã em sẽ là cái bộ nạo 14 món nhá. Bộ nạo 14 món em báo giá luôn 90.000 một cái bộ này. Đấy, 90.000. Đấy, 14 trong 1 này. Bộ nạo 14 món nhá, 90.000 một bộ này các bác nhá. Bộ này thì rất hay, các bác xài nhà bếp này rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ gồm có ví dụ như là bào, các bác bào sợi này. Đấy, rồi là bào dạng hạt lựu này. Đấy, hạt lựu cắt hạt lựu nhá, khuôn cắt hạt lựu rất ok luôn, đầy đủ luôn. Có cả cái lọc lòng trắng trứng này. Đấy, rồi là cái khuôn cắt hạt lựu to, khuôn cắt hạt lựu nhỏ này. Đấy, các bác về các bác xài, các bác có thể lắp sang những cái khuôn khác được. Đây, ví dụ như em đang lắp cái khuôn này là khuôn to này. Đấy, còn nếu mà không dùng khuôn to, các bác có thể lắp vào đây để các bác lắp thành cái khuôn nhỏ này. Đấy, sau đó các bác cho một cái quả gì vào đây này. Đấy, cho một cái quả gì vào đây. Đấy, và các bác xài, các bác lắp xem cái này vào. Đấy, và khi mà các bác sử dụng, các bác ấn nó xuống. Đấy, ấn nó xuống là nó sẽ sập xuống. Và lúc nào mà không dùng cái này thì các bác có thể là mở cái này ra. Đấy, sau đó các bác đậy cái này lên và các bác cho đây. Đấy, ví dụ như là các bác có khoai tây, các bác muốn bào lát, các bác cứ cho đây, các bác trượt đi. Đấy, các bác trượt đi trượt lại là nó sẽ nạo và nó sẽ rơi xuống đây luôn. Ở đây thì nó sẽ thiết kế là một cái khay đựng nha, và một cái rổ lưới nha. Đấy, để ví dụ các bác dùng, các bác sử dụng là các bác mang ra các bác rửa ráy trực tiếp luôn, rất tiện dụng nha. Đây là cái ghim giữ, ví dụ bình thường là các bác hay nạo, các bác sợ đứt tay ấy,
thì các bác cho ghim cái miếng bào các bác ghim vào đây. Đấy, và các bác cho đây. Đấy, cho đây là các bác cứ thế là các bác. Như này các bác đào này. Đấy, rất tiện dụng luôn các nhá. Đấy, một bộ này thì rất nhiều những cái kiểu bào nạo khác nhau. Đấy, hoa huyết các thứ này, bào hạt lựu đầy đủ này. Một bộ này là 90 ngàn nhá, 90 ngàn. Các bác cứ lên mã nhá, sẽ cái bộ bộ nạo 14 món nhá. Đấy, bộ nạo 14 món, 90k một cái bộ nạo nhá. 90k một bộ. Rất là hay, về dùng nhà bếp rất tiện dụng luôn. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Thật là không thể tin được các bác ạ. Em vừa mới lên TikTok săn một bộ nạo dụng cụ đa năng như này mà giá chỉ có mấy chục nghìn thôi, lại còn được free ship. Đấy các bác nhìn thấy em nạo rất là nhanh nha. Đấy, khoai này, thái được ra này. Đấy, các miếng miếng mỏng dính như này thì thái bình thường ấy, cái tay mình thái bình thường thì làm sao mà nó mỏng như này ạ? À? Đây 14 chi tiết nhá. Này bao gồm này, ba cái để mình thái hạt lựu. Thái hạt lựu to, lựu nhỏ này, hai cái để mình thái sợi, sợi to, sợi nhỏ, một cái để mình lấy lòng trứng này, một cái để mình thái hoa như này đấy. Các bác nhìn xem đẹp cực kỳ, mỗi lần chiên rán lên chẳng có bắt mắt ạ. Mà cái bộ nạo của nhà em nha thì được làm từ nhựa ABS, rất là dày dặn chứ không phải là cái hàng trôi nổi mọc dính ở ngoài chợ đâu ạ. Khi mua về nha mọi người còn được kèm thêm một cái ở phía dưới này, một cái bộ rổ như này, mỗi một lần mình thái xong này mình có thể mang đi rửa trực tiếp luôn, tiện cực kỳ. Đây ở phía cuối này, nếu như mình nạo ấy ở phía cuối ấy thì mình rất sợ nó bị nạo vào tay đúng không ạ, nhưng mà cái bộ này của nhà em thì nó kèm thêm một cái để mình rũi vào đấy, mình rũi được cái củ quả vào đây này, xong bắt đầu mình lia đấy, tiện cực kỳ và dễ đơn giản, giá chỉ có mấy chục nghìn thôi, còn được phơi đi ship đến tận nhà. Em để giỏ hàng ở chỗ góc trái bên đình nhau bác nhá. Xong ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, đấy, một bộ nạo rất đa năng luôn. Về các bác bào nạo rau củ quả này, thái lát này, rồi là tạo hoa, rồi là thái hạt lựu các thứ này. Đấy, các bác cho cái lưỡi này vào, cái lưỡi rất là sắc luôn. Đấy, các bác thái hạt lựu các thứ này. Các bác về các bác lắp đặt vào xài. Mình dùng cái loại nào thì các bác lắp vào đấy. Ở trên này thì là cái dạng bào lát, bào hoa. Còn đây là cái khuôn để các bác dùng để các bác cho cái khuôn này vào để các bác thái hạt lựu. Đấy, các bác cho rau củ đây, các bác sập xuống cái, thế là nó sẽ tuồn ra cái dưới này, thế ok xong, rất ok. Đấy, một bộ này rất chắc chắn luôn, bằng nhựa ABS cao cấp nhá, chắc chắn ok. Giá thì bình dân thôi, 90 ngàn nhá, bộ nạo 14 món, 90 ngàn một bộ. Tiếp theo thì về tiếp cho bác cái mã hàng, đó là cái bình tông của Bộ Quốc phòng này. Đấy, báo giá bác luôn, 110 ngàn một cái bình tông thôi nhá. Đấy, về các bác đựng nước, đựng rượu, đi làm, đi chơi rất tiện dụng luôn. Đấy, 110 ngàn một cái bình tông 2 lít nha, dung tích của nó 2 lít nhá, bình tông của Bộ Quốc phòng nhá. Đấy, hàng thanh lý, hàng tồn kho của Bộ Quốc phòng CCCP này. Đấy, các bác nhìn cái biểu tượng biết luôn này. Đấy, biểu tượng hình búa liềm này. Rồi, cái bình này thì sẽ gồm là một thân bình này, một thân bình đi kèm là một cái bao đựng bằng da nhá. Đấy, đằng bằng da có cả dây đeo luôn, rất xịn sò, ok nha. Đấy, đây là cái bao da để đựng này. Đó, bao da đựng. Còn đây là cái bình này, bình thì chất liệu bằng inox 324, dày rất chắc chắn cực kỳ luôn. Đấy, nó thiết kế theo cái dạng bình tông nhá. Đấy, su 324 chắc chắn ok. Đây là cái phần nắp của nó này. Đấy, cần nắp của nó nhá. Nắp của nó làm kiểu dạng nắp chống bị rơi mất nhá, rất là cẩn thận luôn. Đấy, thiết kế rất ok. Đấy, lúc nào dùng thì các bác mở ra, dùng không dùng các bác đậy vào, kín đáo ok luôn. Các bác đựng rượu này, đựng nước này, đựng dung dịch các thứ này. Đấy, mang đi chơi. Cái này thì chủ yếu là các bác hay đựng rượu. Đấy, đựng rượu mang đi nhậu rất hợp lý luôn. 2 lít. Đấy, làm mỗi bác một cái xị này là đúng bài luôn. Đấy, về các bác đấy có cái bao da này, đựng vào nhìn nó khác bọt hẳn này. Đó. Đây, có cúc lẫy cài ok. Dây đeo ngon lành nhá. Đấy, bình tông của Bộ Quốc phòng nhá các nhá. Bình tông hàng thanh lý tồn kho thanh lý của Bộ Quốc phòng CCCP này. Đấy, búa liềm đây này. Đó, chỉ có 110 ngàn một cái thôi nhá, 110 ngàn. Lên mã giúp em sẽ là cái bình tông 2 lít nhá, 110k một cái, bao gồm là một cái bao da bên ngoài và đi kèm là cái bình bên trong. Đấy, một bộ này là 110k, dung tích của nó sẽ là 2 lít các nhá. Tiếp theo thì đây, nhiều bác hỏi cái mã hàng quạt cốc này. Đấy, đi tiếp tục hàng về nhá, quạt cốc tiếp tục hàng về. Giá rất hạt rẻ bình dân thôi. 330 ngàn một cây. Bao ship cho bác luôn. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái quạt cốc này. Quạt cốc tích điện các nhá, quạt cốc tích điện. Đó, 330k các bác xài bao ship luôn. Các bác xài trong những cái dịp mà mất điện mất đóm này, mình làm một cái quạt dự phòng hoặc là đi chơi, đi du lịch. Đấy, mình cần một chiếc quạt di động mang đi mọi lúc mọi nơi, nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng mà rất là mát luôn, thì các bác xài vào này cho rất tiện dụng. Bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân quạt này, phần lồng toàn bộ và phần cánh, rồi là phần củ quạt các thứ này, chân đế toàn bộ thiết kế bằng nhựa bằng thép các bác nhá. Đấy, bằng bằng thép rất cứng cáp rồi dẫn luôn. Phần lồng này thiết kế rất cứng cáp này. Con này thì quạt của nó sẽ là được quạt 8 inch nhá, quạt 8 inch. Lấy cái thước. Đi kèm thì sẽ có cho bác là một viên pin. Đấy, một viên pin
Chân pin của nó sẽ là chân pin phổ thông, chân pin Makita nhá. Nên là về các bác nào mà có pin cái pin Makita các bác cũng có thể xài chung được luôn. Đấy, xài chung được luôn. Và đi kèm cho bác là thêm cho bác là một cái củ sạc. Đấy các bác nhá, củ sạc này. Thì khi mà hết pin thì các bác cắm vào đây. Đấy, và các bác cắm trực tiếp vào điện 220 để các bác sạc cho viên pin này. Đấy, còn lúc nào mà mình không sạc thì mình cắm vào đây cho. Đấy, cắm vào đây. Đó, sau đó các bác bật lên này. Đó, bật lên các bác chạy thôi, công tắc đằng sau đây. Đấy, quạt chạy và pha luôn. Đấy. Cái này em cứ hay gọi là máy bay phản lực đã về các bạn. Đấy, máy bay phản lực hàng đã về này. Đấy, chạy đúng như là động cơ phản lực luôn, rất khỏe nhá. Đấy, nhỏ nhỏ thôi nhưng khỏe lắm. Con này nó chạy bằng cái motor 775. Đấy, động cơ không chổi than mà. Rất mát, chạy êm mà bền các bạn. Đấy, mà rất là khỏe. Đấy đây. Chạy phà phà luôn này. Mát dã man luôn. Đấy, cái này khoảng cách các bác quạt ở tầm mét hơn mét mà cái độ quạt tới nó cũng thoải mái luôn. Đấy, đây rất ok, tiện cực kỳ nhá. Đấy, tiện cực kỳ. Đấy, mình cứ để trên bàn này các bác quạt có thể điều chỉnh cụp lên cụp xuống luôn. Đấy, điều chỉnh cụp lên này, ngửa lên này. Đấy, ngửa lên cụp xuống ok luôn, rất chắc chắn nhá. Đấy, đây. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước này. Con này thì cái phần đường kính của nó sẽ vào là 21 cm. Đấy, nó khá là to, về các bác xài quá khá là ok. Đấy, rất là mát luôn các nhá, rất mát luôn. Đây. Đấy. Chạy phà phà luôn này. À, đấy, quạt khỏe lắm ạ. Quạt khỏe lắm. Đấy. Cái bóng căng phồng luôn này. Đây này. Đấy, quạt chạy phà luôn. Nói chung là khá là mát luôn nhá. Đấy, về chống cháy trong những trường hợp mất điện, mất đóm hoặc là mình đi du lịch, đi picnic, đi chơi. Đấy, mình có cái con này rất tiện dụng luôn. Đấy, hoặc ví dụ các bác để lên xe ô tô cũng được, để xe ô tô nào không có điều hòa chứ mình vứt con quạt lên được. Đấy, cần thiết lúc nóng quá mình quạt luôn, quá ok luôn, mát lắm. Cái sải cánh khá là to nên rất là mát. Đó, và cái sử dụng cái chân pin sẽ là cái chân pin phổ thông, chân pin Makita. Nên là các bác ví dụ như là các bác có những cái pin máy khoan Makita các bác lắp đây là xài chung được luôn này. Đấy, xài chung luôn. Còn đây là cái cổng sạc của nó, đi kèm thì sẽ có là một cái củ sạc nha. Đấy thì chọn nội bộ này là bao gồm là cả quạt, cả pin, cả sạc luôn là 330.000 nhá, 330.000 và bao ship cho bác luôn. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái quạt cóc tích điện nhá. Đấy, quạt cóc tích điện. Có tích điện luôn là 330k bao ship. Bình thường là các bác ra thị trường ấy, các bác mua cho em một viên pin ấy thì nó đã trên dưới là hơn 300.000 rồi. Đấy là pin bình thường ấy. Ở đây các bác mua là chọn bộ luôn là cả sạc, cả pin, cả quạt mà giá nó chỉ có 330.000 thôi là các bác thấy giá nó rất là hợp lý rồi. Giá nó rất là dễ mua rồi. Đấy, giá rất dễ mua rồi. 330k nhá, quạt cóc tích điện nhá, quạt cóc tích điện 330k một cây, bao ship tận nhà luôn. Bình xịt nhớt thì bên em hàng lại về nhá. Và giá thì bên em vẫn đang bình ổn các bác luôn là 40.000 một cái bình xịt nhớt này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bình xịt nhớt này. À, 40k. Đấy, 40k một cái bình xịt nhớt của thương hiệu Kabushi. Đấy, Kabushi Japan. Thương hiệu chuyên về đồ kim khí, đồ đồ nghề nhá, rất nổi tiếng rồi. Đấy, hàng của Kabushi rất ok luôn. 40k một cái bình xịt nhớt này. Chất liệu thì bên thân dưới của nó sẽ là kim loại nhá. Trên này thì là nhựa ABS cao cấp này, phần tay bóp này thì cũng là kim loại luôn này. Có rất là hay nữa là thiết kế rất hay và thông minh. Đó là cái phần đầu này, nó có thể bẻ đi bẻ lại uốn cong được. Đấy, đặc biệt là những cái chỗ vị trí khó là các bác có thể luồn lách, các bác bẻ cong như này các bác vẫn có thể xịt nhớt được không nhá. Đấy, và cái lực phịt nó rất là khỏe luôn. Lực phịt tay bóp này thôi nhưng rất là mạnh nhá, lực phịt ra rất là mạnh luôn. Đấy, đi các bác về các bác châm dầu châm nhớt vào đây này. Đấy, rồi ví dụ các bác hay làm thợ thuyền thợ máy may này. Đấy, các bác về châm dầu châm nhớt đây nhá, châm dung dịch đây, sau đó là các bác xoáy nó vào, xoáy chặt nó vào. Đấy, và các bác cứ thế các bác bóp ra thôi. Đấy, để các bác bơm dung dịch, bơm dầu, bơm nhớt rất tiện dụng luôn. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bình xịt dầu xịt nhớt nhá, 40.000 một cái bình xịt dầu nhớt này. Và cái phần tay phần đầu của nó có thể bẻ cong đi các vị trí khác nhau nhá, 40k một cái, thiết kế rất chắc chắn luôn. Cái con này rất là hay là nó thiết kế cái dạng chống tràn, cái phần nắp của nó chống tràn nhá. Bình thường là các bác có để này, ví dụ các bác có bị đánh đổ để ngang này thì không bao giờ nó bị chảy được nhá. Nó thiết kế dạng chống tràn, nó rất là kín luôn. Đấy, các bác để này thoải mái, không bao giờ nó bị đổ luôn. Đấy, thiết kế chống tràn nhá, ok. 40k nhá, 40k một cái bình xịt nhớt này. Đấy, 40k một cái bình xịt nhớt, phần đầu vòi có thể bẻ cong uốn cong rất tiện dụng nhá, 40k một cái. Kia dây sạc ba đầu này thì bên em tiếp tục hàng về này, báo giá bác luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái dây sạc ba đầu này là 40.000 một cái nhá, 40.000 một cái dây sạc ba đầu nha. Đấy, lên mã em sẽ là cái dây sạc ba đầu nhá.
về các bác sạc được rất là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, sạc cho Samsung, iPhone, Oppo, Lenovo, rồi là răng Lover các thứ ra. Đấy, rất nhiều những thiết bị khác nhau luôn. Đây, phần cổng vào nó sẽ là cái đầu USB, và cái phần cổng ra của nó thì sẽ có là ba đầu nhá, ba đầu. Một cái đầu tiên là cái đầu Lightning này, chân này thì dành cho chân iPhone, thiết bị cho iOS iPhone này. Một cái chân thứ hai là chân Type-C. Chân Type-C thì bây giờ rất nhiều thiết bị nó dùng cái chân Type-C này rồi. Đấy đó, đặc biệt là cho các bác sử dụng máy Samsung. Đấy, các bác xài cái chân này. Và một cái chân nữa, đó là cái chân Micro USB. Chân này thì chuyên dùng cho Samsung đời cũ nhá. Đấy, Samsung đời cũ thì hay dùng những cái chân cổ này. Đó là cái chân Micro USB thì các bác xài chân này cho em. Nói chung là các bác mua một cái dây này, này thì các bác xài được rất nhiều, sạc được, sử dụng được rất nhiều những thiết bị khác nhau luôn. Đấy, Samsung, iPhone các thứ rồi. Đấy, về các bác sử dụng sạc đa năng cho rất nhiều thiết bị khác nhau nhá. Đấy, thì giá là bình dân thôi, 40 ngàn một cái dây này. Thì toàn bộ cái dây này thì chất liệu đó được là bọc một lớp silicone, chống gập, chống gãy nhá, siêu bền luôn. Các bác xài con dây này thì chắc là siêu bền rồi, không biết đến bao giờ mới hỏng luôn. Chắc là không phải nghĩ luôn ấy, không biết bao giờ phải mua dây sạc khác luôn. Các bác nhìn cái phần đầu nó này, thiết kế silicone đúc đặc luôn. Và đây là còn bo được một cái lớp kim loại bên ngoài. Đấy, chống gập chống gãy nhá, kể cả cái phần đầu dây này. Đấy, nó bo kim loại hết luôn, chống gập chống gãy nhá, rất bền luôn. Các bác xài con này thì nói chung là không biết đến lúc nào mới hỏng luôn. Đấy, các bác nhìn này, em bẻ thoải mái này, không mà nó bị gập luôn. Đấy, thấy không, vì cái phần đầu silicone này, nó cái dây silicone nó rất là dày, rất là to luôn đó. Lên mã em sẽ cái dây sạc ba đầu nhá, dây sạc ba đầu. Bên em đang gửi bác một cái dây sạc ba đầu này, giá sẽ là 40 ngàn nhá. Dây sạc cam nhá, dây sạc cam ba đầu, sạc ba đầu, sạc rất nhiều những cái kiểu điện thoại khác nhau nhá. Đấy, 40k một cái dây sạc này. Lên luôn cho bác đó là cái dập ghim của Penco đây. Đấy, dập ghim của Penco em báo giá luôn là 35.000 bộ này. 35.000 bộ này sẽ gồm có là một chiếc ghim nhá, một chiếc dập ghim như này. Đấy, một chiếc dập ghim này rất chắc chắn, hàng của Penco rất là xịn rồi. Đấy, một chiếc dập ghim nha. Đấy, các bác về cho ghim vào các bác dập. Đấy, và đi kèm là hai hộp ghim. Đấy, hai hộp ghim nha, hai hộp ghim luôn. Là một bộ này là 35.000 nhá, một bộ này là 35.000, rất xịn sò. Đấy, về các bác ghim giấy, ghim tờ, ghim tài liệu, nói chung là rất là cần đấy các bác nhá, rất là cần. Đấy, rất là cần, nói chung là tiện lắm. Các bác về tiện cái các bác ghim đây. Đấy, con này ghim cực kỳ ngọt luôn. Đấy, kể cả những cái dạng mà nhựa cứng này là nó phập phát một này, có nhìn này. Đấy, thấy không, phập phát một luôn này. Đấy, phập phát một luôn, rất là ngọt. Cái này nhà em xài mà nên em thấy ok, mà giá hợp lý thì lấy về bán cho bác này. Đấy, thấy không, dập vào cái là chắc chắn ngon này luôn. Đây, đấy, bóp ngon này, bóp phát nào ra phát đấy luôn, chắc chắn ok. Đấy, thấy không, rất ok. Cái này nhà em đang xài đây. Hộp dập ghim Penco nhá. Đấy, cứ lên mãi em sẽ là cái bộ dập ghim. Đấy, cái dập ghim Penco 35.000 là bao gồm là một chiếc ghim và có đi kèm cho bác là hai hộp ghim này nữa, hai cái hộp ghim này là 35.000. Đấy, còn nếu mà các bác muốn mua thêm cái hộp ghim để các bác dập ấy, thì một hộp nhỏ này này bên em đang bán lẻ cho bác là 5.000. Nếu các bác muốn mua thêm nhá thì đây, một hộp ghim này là 5.000 này. Đấy, đấy là các bác muốn mua thêm. Còn bên em bán là trong bộ là nó sẽ có sẵn hai hộp rồi, thì nếu mà các bác nào dùng ít thì mình mua một bộ này về cũng dùng thoải mái đâu. Còn nếu các bác nào dùng nhiều hoặc là muốn mua thêm thì đang bán lẻ một hộp như này là 5k này. Đấy, đang bán lẻ một hộp như này là 5k này. Đấy, còn là mua thì cứ một bộ này là 35.000 nhá. Đấy, đây ghim lại các con, rất ngon lành luôn nhá. Đấy, ngọt dẻo luôn này. Đây, đấy, cứ dập phát nào là ăn phát đấy luôn. Đấy, thấy không, rất ok. 35.000 các bác nhá, 35k dập ghim Penco 35k. Còn mua thêm hộp ghim lẻ thì đang bán cho bác là 5k một hộp nhá. Đấy, đang bán lẻ một hộp ghim lẻ là 5k một hộp. Dạ vâng, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bát úp mì 30.000 một bát nhá. 30.000 một cái bát úp mì nha. Đấy, 30.000 một cái bát úp mì thì rất là hay. Về các bác chuyên dùng thì các bác úp mì. Đấy, úp mì, úp nước các thứ rồi. Các bác pha mì vào đây nhá. 30k một cái bát nha. Đấy, pha mì hoặc là các bác đựng canh, đựng riêu thứ vào đây. Nó khá là tiện luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ gồm có là một cái thân này, đi kèm là một cái nắp nè. Đấy, nắp đậy rất là kín luôn. Đấy, đây các bác nhìn này, nắp đậy rất là kín. Đây. Đấy, các bác phải thoải mái không ra luôn này. Nắp đậy cực kỳ kín luôn nhá. Đấy, và đây nó có cả cái phần quai cầm các bác rút ra rút vào nó dễ này. Đấy, các bác đựng những cái đồ nóng ở đây này. Đấy, đồ nóng ở đây hoặc các bác úp mì. Đấy, cho cái vắt mì, gói mì đây. Đấy, các bác úp mì các bác ăn rất tiện dụng luôn, nhỏ gọn xinh xắn. Đó, hoặc là ví dụ như là
mình có những cái đồ ăn các bác cần bảo quản mà muốn đậy vào cho nó đỡ những cái con các thứ là nó bô vào thì các bác lấy cái này, các bác đậy vào, ok. Nói chung là đựng đồ ăn nước uống rất sạch sẽ, ok luôn. Rồi đó úp mì nhá, úp mì rất là tiện luôn. 30.000 thôi. Bên vỏ ngoài, bên ngoài thì sẽ là nhựa AMS cao cấp, bên trong thì là inox 3 inch 4. Đấy, bóng sáng đẹp luôn, chất lượng. Đây là phần nắp vung này. Ok luôn. 30k nhá, 30k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bát úp mì nhá. 30.000 một cái bát úp mì này. Con này dung tích chắc là khoảng tầm nửa lít nhá, khoảng tầm 500 ml. Đấy, nửa lít nó khá là to đấy. Thoải mái các bác xài luôn. Bát úp mì nhá. 30.000 một cái. Đấy, 30.000 một cái, đẹp chất lượng, chắc chắn lắm. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái đèn D6, một cái mã đèn mới bên em cũng vừa về xong. Báo giá bác luôn, 70.000 một cái đèn này, giá siêu hạt rẻ luôn. Cứ lên mã nha, sẽ là đèn D6 hộp xanh nhá, đèn D6 hộp xanh là 70.000 một cái đèn nha. Một cái đèn như này thì sẽ gồm có là nó sẽ nguyên hộp nha các bác nhá, nguyên hộp nha, rất chắc chắn, chất lượng, đóng gói rất ok. Sẽ gồm có là một thân đèn này, đấy, một thân đèn. Đi kèm cho bác là một viên pin 18650. Đây. Đấy, để em lấy cho bác coi, một viên pin 18650 này. Một thân đèn và có đi kèm cho bác là một cái cục sạc pin. Đó, một cục sạc pin. Bình thường là các bác mua nguyên cái cục sạc pin ở ngoài thị trường ấy. Nếu mà một cái cục sạc một này thì giá nó cũng phải rơi khoảng tầm nó đi 4-5 ngàn một cái cục sạc pin 18650 nha. Đấy thì các bác mua cả bộ là cả sạc, cả pin, cả đèn luôn mà giá nó chỉ có là 70.000 thôi. Giá nó siêu hạt rẻ luôn. Bên em bán cho bác cái mức giá này thì các bác rất là dễ mua rồi. Đấy, đèn D6 nhá, lên mã nhá sẽ là đèn D6 hộp xanh. 70.000 một cái đèn D6 hộp xanh này. Đấy, đèn D6 nhá, đèn D6 hộp xanh là 70k. Đấy thì về thì các bác sử dụng được, các bác tháo cho nó nắp đít ra này. Đấy, lắp cho em viên pin vào, cho cái đầu dương vào trước nhá, cho cái đầu dương này vào trước này. Đấy, cho đầu dương vào trước. Đó, sau đó các bác đậy nó vào. Đó, đậy nó vào và các bác xài, các bác sử dụng thôi. Đấy, các bác nào mà thích cái sự nhỏ gọn, tiện lợi, đấy các bác mua cho em cái con đèn này. Đấy, rất nhiều chế độ sáng luôn này. Một này. Đấy, sáng nhất này, sáng vừa này. Sáng vừa nữa này, sáng nháy cảnh báo SOS này. Đấy, rất ok luôn, rất nhiều chế độ sáng nhá. Và nó rất là nhỏ, nó chỉ vừa vào cái bàn tay nha. Đấy, nó rơi khoảng tầm là đi con này chắc nó rơi vào tầm chắc khoảng tầm 15 phân. Nó cũng khá là nhỏ gọn. Đấy, và nó có cả cái chế độ chỉnh pha nhá. Đấy, các bác muốn sáng nó tập trung, sáng nó xa thì các bác chụm cái pha này nó vào. Đấy, còn nếu các bác muốn mà sáng nó rộng ra, ánh sáng rộng ra thì các bác rút cái điều chỉnh cái phần khớp nối này. Đấy, nó có khớp nối này. Các bác cứ kéo ra rút vào thì nó sẽ điều chỉnh nhá. Đấy, rộng ra sáng vào các bác điều chỉnh cho em cái pha này. Còn nếu mà mỗi lần các bác muốn sạc pin thì các bác tháo cho nắp này ra. Đấy, tháo cái nắp này ra, các bác lắp pin vào đây. Đó, lắp cho em đúng đầu nhá. Đầu dương và dương âm âm lên nó có biểu tượng này. Lắp đúng đầu vào. Đấy, nó sẽ báo đèn này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác sạc nhau thôi. Đấy, nên là em bảo sao là nên em vừa nãy em nói các bác là bảo sao là mua nguyên cái đèn này mà các bác mua nguyên cái sạc mà nó rơi khoảng tầm 30-40 nghìn nếu mà bình thường các bác mua ấy. Đấy, còn đây khi mà mua thì nó sẽ có kèm luôn các bác cả sạc luôn. Là nguyên cái sạc đã rơi khoảng tầm 40.000 rồi, tính ra 30.000 cái đèn này nó quá là rẻ ạ. Đấy, quá là rẻ luôn. Đấy, và đấy thì bên em bán cả bộ này là 70.000, là bao gồm là một thân đèn, một pin 18650 nhá và một sạc pin 18650 thì một bộ này là 70.000. Lên mã giúp cho em sẽ là đèn D6 hộp xanh. Đó, 70k một bộ này. Và ngoài ra nếu mà các bác muốn mua thêm pin 18650 ấy, muốn mua thêm cái viên pin để các bác dự phòng cho cái đèn này thì bên em đang bán cho bác một viên pin như này với mức giá là 20.000 một viên nhá, 20.000 một viên nếu mà các bác muốn mua thêm. Còn nếu mà trong này nó có sẵn pin rồi thì các bác dùng ít thì mình có thể dùng một viên lại được. Còn nếu mà các bác nào dùng nhiều muốn mua thêm thì bên em đang bán lẻ một viên pin dự phòng nha, thì sẽ có giá là 20k nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái pin 18650. Đấy, để các bác mua về dự phòng cho cái đèn này thì là 20.000 một viên. Còn nếu mà mua nguyên đèn thì là 70.000 và trong đèn nó sẽ có sẵn pin rồi. Đấy là 70.000. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là đèn D6 hộp xanh. 70.000 bao gồm là cả thân đèn, cả pin, cả sạc luôn là 70.000, chọn bộ luôn các bác nhá, chọn bộ luôn là 70k. Nói chung là bác nào thích cái sự nhỏ gọn này, tiện dụng này, mang đi du lịch này, đi công tác này, đi chơi này, sử dụng ở nhà này, hoặc là ví dụ các bác bảo vệ này, hoặc là các bác hay đi soi xét ví dụ những cái đồ cổ các thứ rồi rồi là ví dụ xem đồ xem đạc giờ cần những cái con đèn nó nhỏ gọn. Đấy các bạn, để các bác soi những cái chỗ nhỏ nhỏ thôi. Đấy các bác mua cho con đèn này rất là tiện dụng luôn. Đó, rất tiện dụng luôn. 70k nhá, đèn D6. Đèn D6 hộp xanh 70k một bộ.
Đây hôm nay bên shop về một cái lô quạt rất là hay, đó là cái quạt quạt cóc tích điện nhá. Các bác cứ lên mã cho em xem là cái quạt cóc tích điện, nó là dạng nhỏ nhỏ mini các bạn, nhưng mà rất mát nhá. Rất mát, đây em sẽ đo cho bác về kích thước này. Con này nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà rất là mát nhá. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng 4 cánh, cánh bằng thép, lồng bằng thép luôn. Sử dụng pin sẽ là pin chân pin phổ thông, chân pin Makita nhá. Đấy, hàng 16 pin. Ngon lành, chất lượng. Đây. Chiều cao của nó sẽ là 32 này, phần đường kính lồng của nó sẽ rơi vào là 22 cm nhá, 22 cm. Đấy cũng cũng khá là nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà cũng rất là mát luôn. Đấy, đây, công tắc đây. Các bác cứ bật lên là quạt chạy thôi. Đấy, quạt chạy cực kỳ mát luôn. Cái tầm mát nó cũng rất là xa nhá. Đấy, tầm mát rất là xa. Em báo giá luôn này. 330 ngàn một chiếc quạt này, bao ship cho bác luôn. Sẽ gồm có cho bác là một thân quạt này. Đấy, một thân quạt. Đây đây là thân quạt này. Đấy, thân quạt sử dụng motor là motor 75 không chổi than nhá, rất bền, êm. Cái dòng không chổi than này các bác xài yên tâm là nó rất là bền. Đấy, rất là bền mà nó chạy nó rất là êm và khỏe. Và thứ hai là pin của nhá, pin. Đấy, hàng pin to nhá, pin 10 cell luôn. Rất chất lượng, pin 10 cell thì dung lượng nó thoải mái các bác xài khoảng tầm 5 6 tiếng liên tục thoải mái luôn. Đấy, rất ok. Đây, đấy các bác lắp pin vào là xài thôi. Còn ví dụ như là nhà các bác nào mà có pin mình có cái chân pin Makita về các bác xài luôn. Đấy vì nó chân là chân pin phổ thông. Còn bên em bán là bán cả bộ nữa các bác, không bán lẻ nhá. Nếu mà với một cái mức giá mà 330.000 như này thì các bác thấy nó giá quá là tốt luôn. Vì bình thường ấy, các bác mua một quả pin ngoài thị trường ấy, một quả pin như thế này này, một quả pin như này này, các bác đã nếu mà các bác mang đi đóng nó phải rơi khoảng tầm 500 600 rồi. Đấy bên em về đây bác, cái quạt này giá nó rất là tốt luôn. Cả quạt cả pin mà nó chỉ có là 330.000 thôi. Đấy, bao ship tận nhà luôn. Quạt thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm. Các bác nghe tiếng này, chạy phà luôn, mát lắm. Đấy, mát cực kỳ. Đấy, đi dùng trong trường hợp ví dụ như là mất điện, mất đóm này. Đấy thì các bác có cái quạt các bác dự phòng này, quạt phe phẩy cho nó đỡ nóng này, này. Thứ hai là đi chơi, đi du lịch này. Đấy, đi cắm trại picnic này, mình mang theo. Nó rất là nhỏ gọn lắm nhá, rất là nhỏ gọn thôi, mình mang theo nó rất là ok. Đấy, mang theo mình có cái mang theo, mình phe phẩy cũng rất là mát. Các bác nhìn này. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, thấy không? Quạt thổi pha luôn này. Đây. Đấy, quạt thổi pha luôn này. Đây. Đấy, rất ok luôn. Rất là tiện dụng nhá. Nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà khỏe quá. 330 ngàn một cái, bao ship tận nhà luôn. Đây này, em bật quạt cho bác coi này, đây này. Cái chỗ giấy kia nó bay pha luôn này, mà cũng khoảng cách rất là xa ra bên đấy không? Đấy, đây có thấy không? Đây em đang bật quạt đấy nhá. Đây, em đang bật quạt. Nó về khoảng cách từ từ cái chỗ em bật ra chỗ đấy khá là xa này. Đấy đây không? Mà cái giấy nó bay phấp phới luôn này. Đây có nhìn này. Đấy thấy không? Cái giấy bay phất phới luôn này. Đó, rất là ok nhá. Rất là mát luôn đấy. Đấy, nó cái tầm mát mát rộng mát xa nhá. Đấy, thì các bác biết là cái quạt nó khỏe nào rồi. Đó. 330 ngàn một cái nhá, bao ship tận nhà luôn. Quạt rất là mát luôn, rất ok luôn. Đó. Quạt tích điện nhá, lên mã cho em xem cái quạt cóc tích điện nhá. Quạt cóc tích điện 330k một cái, đã bao gồm cả quạt cả pin luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái vỉ 20 kết nẹp dây điện này, báo giá bác luôn là 20 ngàn một cái vỉ này. Đấy, gồm 20 cái luôn và đi kèm là nó có cả cái miếng dán nhá các bác nhá. Đấy thì cái này rất là hay. Đây, bóc cho bác một vỉ này. Đấy, một vỉ là 20 cái và có đi kèm miếng dán nhá. Đó, cái này nó có cả hướng dẫn sử dụng luôn này. Đây. Nó là cái miếng dán để các bác về các bác nẹp những cái dây điện. Bình thường là những cái dây điện các bác để không nó rất là lòng thòng. Đấy rồi nó xấu, mất mỹ quan. Đấy nhìn nó hơi rắc rối, các bác mua trong cái vỉ này về thì nó sẽ là một cái chi tiết để các bác nẹp dây. Đấy, các bác cho cái dây điện vào đây, các bác nẹp nó vào đây. Đấy, ví dụ cái dây điện này, các bác nẹp nó vào này. Đấy, các bác ấn nó vào như này nhá. Đó, sau đó các bác nẹp nó vào nó rất là gọn gàng, ok luôn. Đấy, bình thường dây điện nó lòng thòng này. Đấy, các bác nẹp nó vào, sau đó là các bác lấy cái miếng dính ở đây, nó có kèm cái miếng dính này. Đấy, đây nó có kèm từng miếng dính một này, bóc cái miếng dính nhá cho em. Đấy, sau đó các bác dính trực tiếp vào cái đế này và các bác dính vào tường nhá. Đấy thì trước khi các bác xài thì nó hướng dẫn này, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ các bác cần dính cái miếng đi. Đấy, bóc cái lớp bằng dính ra, các bác dính vào đây và các bác dính cố định vào tường. Đấy, ví dụ là những cái thiết bị dây, ví dụ như là dây ở tivi cái thứ này. Đấy, dây nó lòng ngoằng. Đấy, các bác muốn cho nó gọn gàng ok vào, các bác mua cho một cái vỉ này về 20 cái liền luôn nhá, chứ không phải là một cái đâu, 20 cái luôn. Đấy và các bác có thể dễ dàng tháo ra nhá. Đấy, dễ dàng các bác tháo ra này. Đấy và sau đó các bác lại có thể là mình có thể là thay được cả dây khác luôn, rất hay luôn. Đấy, thiết kế rất là ok. Đây, đấy tháo dây ra ok luôn các nhá. Đấy và các bác sử dụng cho dây khác được luôn, ok luôn. Đấy. À, đi kèm có cả một cái miếng dán, những cái miếng dán nha. Đấy, nó sẽ vừa khít này luôn. Đây, đấy, miếng dán này là ok. Một vỉ là 20 cáo nhá.
lên mã cho em sẽ cái vỉ 20 cái nẹp dây điện nhá, 20 ngàn một vỉ này. Đấy, 20 ngàn một vỉ, rất thiết kế, rất thông minh luôn. Đấy, 20 ngàn một vỉ, hàng nó xuất đi rất nhiều thị trường Mỹ, Anh, Đức, Italy này. Đấy, xuất đi rất nhiều thị trường luôn, rất ok. 20k nhá, 20k. Đây các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm, cái sản phẩm này các bác cùng coi đây. À, không cần khoản lỗ, tôi ước gì tôi biết có một thiết bị ngoài tuyến cho phép dẫn dây vào tường mà không cần khoản lỗ. Tôi sẽ không có quá nhiều đinh trên tường nhà mình. Nó không chỉ trông khó coi mà còn làm hỏng gạch. Bây giờ tôi đang sử dụng thiết bị ngoại tuyến tự dính này, chỉ cần dán nó lên tường, chỉ cần kéo nó và cài đặt trong một giây, không làm hỏng tường. Không chỉ hệ thống dây điện đẹp và các mũi khâu sẽ không còn bị thắt nút và rối nữa. Đặc biệt thích hợp cho những người có cáp ở nhà. Đấy, còn đây không, thiết kế rất là thông minh nhá. Đấy, thì về các bác cứ dán này lên, sau đó các bác cho cái dây điện nó nẹp vào đây, nhìn rất gọn gàng, nhìn đẹp nhá. Đấy, bình thường các bác có phải dùng đinh cái thứ là các bác cố định vào đấy, gây hỏng tường cái thứ này. Mua cái này về các bác bóc cái lớp băng dính nhá, dính vào tường đấy, sau đó các bác cài dây vào, vừa gọn gàng vừa đẹp mà ok luôn. Đấy, một vỉ là 20 cái, nó chỉ có 20 ngàn thôi. Một vỉ 20 cái có 20 ngàn, tính ra vào có 1 ngàn một cái, giá rất là rẻ bình dân. 20 cái nẹp dây điện nhá, lên mã anh em sẽ là vỉ nẹp dây điện 20 cái nhá, 20 ngàn một vỉ nhá, 20 cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái hộp đựng nhang muỗi này. Lên mã em sẽ cái hộp đựng nhang muỗi nhá. Đấy, hộp đựng nhang muỗi, đốt hương muỗi. Đấy, báo giá bác luôn là 30 ngàn một cái hộp này. Lên mã em sẽ cái hộp đốt hương muỗi. Đấy, 30 ngàn một cái hộp này các nhá. Về bình thường là các bác hay xài những cái hương muỗi vòng ấy, có thứ đó. Các bác hay dùng cái giá của nó hoặc các bác đốt vào những cái dụng cụ ấy. Thì thứ nhất là để nhiều khi là để những cái chỗ góc khuất mà ví dụ các bác hoặc là có người đi vào đấy, hoặc là trẻ con đi vào đấy, chẳng may là chúng nó có đá vào đấy, thứ nhất là nó bắn tung tóe những cái tàn ra này, rồi là chẳng may là có dẫm vào đấy, rồi là nó ví dụ như là nó bị văng ra, nó gây cháy nổ đấy, gây cháy nổ nhà cửa rất là nguy hiểm đấy. Thì các bác mua trong cái bộ này về đấy, thì nó sẽ có là một cái hộp đựng như này. Ở trong này thì nó sẽ có là một cái khay tròn này, này. Đấy, và một cái giá trông nha. Đấy, các bác để cái nhang muỗi đây thì nó sẽ đỡ lên trên này, và các bác đốt là không sợ nó bị tắt này, và một cái nắp đậy các bác đậy này cho. Đấy, rất là kín ok luôn. Và ở đây nó có những cái lỗ thì hương muỗi nó sẽ thoát lên. Đấy, cái hương muỗi, khói muỗi nó sẽ bay lên thoát lên qua những cái lỗ này nhá, rất là ok. Đấy, và lúc nào mà đầy tàn thì các bác mang là các bác đổ thế là xong. Đậy rất là kín luôn. Đấy, mình để vào những cái chỗ ấy, không lo ví dụ nhà trẻ con cái thứ là không lo đá vào này. Đấy, tàn tiếc các thứ là nó không bị bắn ra. Không bị bẩn nhà này. Rồi thứ hai là những cái tàn lửa ra nó không va chạm vào những cái đồ vật dễ gây cháy nổ nhá, gây nguy hiểm, rất là ok, an toàn sử dụng này, mà rất là thẩm mỹ và đẹp luôn. Đó, inox 304 nhá, rất xịn sò luôn. Nó chỉ có 30 ngàn thôi. Mua về sử dụng các bác chuyên dùng để đốt nhang muỗi nhá. Đấy, chuyên dùng để đốt nhang muỗi vòng ấy. 30 ngàn một cái bộ này. Đấy, 30 ngàn mua về sử dụng cho em. Rất hay đây các bác cùng xem về sản phẩm nhà này. Bạn đỡ mũi hơn rất là nhiều. Từ khi mà mình sắm cái hộp đựng nhang mũi này về á, thì phải nói là cực kỳ an toàn và tiện lợi luôn. Được cái á, là cái hộp nhang mũi này nó có nắp đậy, nên là không có còn tình trạng dậm lên để văng những cái tàn ra ngoài nha. Đặc biệt là bên trong cái hộp nó còn có thêm được một cái miếng lưới để mà mình có thể đặt cái miếng nhang mũi cố định ở bên trong, mà không có còn lo cái việc bị cháy đồ đạc nữa, và cũng không có còn lo khi dậm lên mà bị phỏng chân nữa ha. Sản phẩm mình ghi ở bên dưới giỏ hàng cho các bạn nha. Chỉ có thiết kế về sản phẩm nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm 30k nhá, 30k một cái hộp mà đựng đốt nhang muỗi nhá. Đấy, một cái hộp đựng đốt nhang muỗi nhá. Lên mã em sẽ cái hộp đựng đốt nhang muỗi 30k một cái hộp nhá. Đấy, 30k một cái bộ hộp nhá. Về các bác cứ đốt nhang muỗi các bác để vào. Đấy, không lo nó bị văng tàn này, không lo trẻ con các thứ nó đá vào. Đấy, rồi ví dụ như những cái tàn lửa thứ nó bay ra gây cháy nổ nguy hiểm nhá. Đấy, rất là an toàn và hiệu quả luôn. 30k bộ rất là hay. Đấy, nói chung là nhà bác nào hay xài hương mũi nên có cái bộ này nhá, dùng rất ok luôn. Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã hàng rất là cần thiết cho cái mùa hè sắp tới này. Đấy, đó là cái sản phẩm mũ chống nắng có kèm cả khẩu trang nhá, và em báo giá luôn 50 ngàn một mũ thôi, 50 ngàn. Con này thì vành mũ rất là to nên là khi mà các bác đội nó che được cái phần tầm nắng rất là nhiều luôn. Đấy, bình thường là các bác mua những cái mũ là nó cái tầm lưỡi, cái tầm vành mũ rất là nhỏ, che nắng được rất là ít, nhưng con này cái phần vành mũ rất là to, đấy, che được nhiều nắng này. Đấy, rồi là chất liệu toàn bộ bằng vải kaki, dùng đội siêu mát luôn, có phần lưới lỗ thoáng khí này. Đấy, đội không bị dính tóc dính đầu nha các bác nhá, và chống tiêu UV tia cực tím cực tiết tốt, bên trong nó có một cái lớp lưới này. Đấy, các bác đội này không lo nó bị dính bết tóc vào, không lo gây nóng đầu, và có đi kèm rất là hay, thiết kế các bác một cái phần khẩu trang đi kèm nữa. Đấy, cái khẩu trang này các bác có thể tháo ra. Đấy, có thể tháo ra thì ở đây nó có cúc cà này, các bác dùng thì các bác cài nó vào, không dùng mình có thể tháo ra, và có cả cái phần dây
để các bác điều chỉnh cái phần cỡ đầu các nhá. Đấy, điều chỉnh cái phần cỡ đầu, đây là cái phần dây điều chỉnh cỡ đầu này. Đấy, và khi mà các bác đeo mà ví dụ gió máy không lo nó bị bay mũ các nhá. Đó, thiết kế rất thông minh, vành mũ to, chất liệu vải kaki chống nắng, đấy, chống tia UV cực tím siêu mát luôn. À, và một cái rất là hay nữa là cái phần tà gáy của nó này. Đấy, khi mà các bác đội vào là cái phần tà gáy nó rất là hay, là nó thiết kế phần tà gáy nó xuống nó rất là sâu và dài. Đấy, để khi mà các bác đội nó che được cả cái phần tà gáy, cái phần gáy, phần lưng của bác nhá, che được cả phần gáy, phần lưng của bác luôn. Đấy, nên là nói chung là con này bảo vệ cơ quan đầu não là rất là tốt luôn. Đấy, chống nắng trong mùa hè rất tốt. Các bác nào đi câu đi kẹo này, đi làm ngoài trời này, công trình công trường, mua cho em một cái con này về. Đấy, 50 ngàn một cái thôi. Che nắng, che nếu có thứ rồi đấy, đỡ nắng đỡ đau đầu thứ nhá, mũ chống nắng kèm khẩu trang 50 ngàn một cái bộ mũ này nhá, 50 ngàn một cái, rất là chắc chắn, ok. Đấy, đây có nhìn này, đường kim mũ chỉ may khâu rất cẩn thận luôn, chắc chắn đẹp chất lượng nhá, 50 ngàn một cái, vừa đội vừa thời trang vừa đẹp luôn. Đấy các bác cùng xem người mẫu người ta đội này, đấy các bác nhìn này, đấy đội là kín luôn cả đằng trước đằng sau, kín hết luôn nhá, có nhìn này, đấy đi câu đi kẹo là quá ok luôn, đây kín hết đằng trước đằng sau luôn có nhá, kín hết đằng trước đằng sau luôn, và có cả những cái lỗ lưới để làm tản nhiệt mấy đấy, lúc nào dùng các bác bỏ ra, không dùng thì mình dùng thì các bác cho cái khẩu trang này vào, rất ok luôn này, có nhìn này đó, thấy không, rất là ngon lành luôn. Và đặc biệt là cái phần gáy, cái phần sau gáy nha, các bác nhìn này, cái phần sau gáy nó che được rất là kín luôn, che được cả đến vai các bác luôn đấy, nên các bác không lo nó bị nóng đầu nhá. Rồi, mũ chống nắng kèm khẩu trang 50k một cái mũ này, 50k một cái, giá rất bình dân mà rất là hay. Rồi, cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác, đó là cái bộ bản lề không khoét lỗ này. Đấy, bản lề giảm chấn nhé, các bác cứ lên mạng em xem cái bản lề giảm chấn hoặc là bản lề không khoét lỗ được. Giá của nó thì bên em sẽ bán một lúc là một đôi. Đấy, một đôi này sẽ gồm có hai cái nha. Giá của nó sẽ là 30 ngàn một đôi thôi. Đấy, 30 ngàn một cái đôi bản lề hai cái nha các bác nhá. Đấy, hai cái bản lề giảm chấn nhá, không khoét lỗ nhá. Cái con này về các bác không cần khoét lỗ, bình thường là những cái dòng bản lề truyền thống ấy, là các bác mua về xài là các bác muốn lắp đặt ấy, là các bác phải khoét lỗ ra. Đấy, thứ nhất là mất công, và thứ hai là khoét lỗ lâu ngày là nó mọt miếng thứ mối mọt này, đấy gây ảnh hưởng đến phần nội thất các thứ, phần đồ gỗ thứ nhá. Đấy, thì các bác mua này về không cần phải khoét lỗ nước gì, về các bác chỉ việc bắt vít vào sau đó các bác xài thôi. Mà cái con này là nó có cái chế độ chức năng là giảm chấn, tức là nó đóng từ từ, nó bình thường là các bác những cái bản lề kia nó đóng sầm cái ấy, là ví dụ như những cái cửa kính thứ là nó thứ nhất là nó rung chấn nó gây vỡ kính này, rồi là nó làm tiếng kêu tiếng đập, nó gây nó nói chung là nó hơi bị mất cái sự gì đi, thì các bác mua cái này về. Đấy, thì các bác nó thứ nhất là giảm chấn, mà thứ hai là không phải khoét lỗ. Đấy, nói chung là toàn ưu điểm thôi, bản lề giảm chấn nhá, các bác cứ lên mãi nhá, sẽ là bản lề giảm chấn không cần khoét lỗ nhá, về chỉ việc bắt vít vào là xài. Hai cái nhá, bên em sẽ bán ở combo là một lúc là hai cái, là một đôi nha là 30 ngàn. Đấy, về các bác lắp vào những phần cửa tủ bếp này, rồi là cánh cánh tủ này, đấy cánh tủ quần áo, rồi là cánh tủ kệ tivi thứ rồi. Đấy, những cái phần cánh tủ dạng nhỏ nhỏ là rất ok. Đấy, tủ bếp, tủ quần áo các thứ rồi, những cái tủ nhỏ nhỏ ra là rất ok luôn. Bản lề giảm chấn không khuyết lỗ nhá. Bán một lúc là một đôi là hai cái, 30 ngàn một đôi nha. Đấy, 30 ngàn một đôi hai cái không nhá. Bản lề giảm chấn không khuyết lỗ. Đấy, các bác cùng xem cái video về sản phẩm này, đấy, các bác cùng coi này. Với xu hướng phát triển như hiện nay thì những dòng bản lề không khoét lỗ luôn là sự lựa chọn và ưu tiên hàng đầu, bởi những ưu điểm vượt trội mà những dòng bản lề khác không làm được. Thao tác sử dụng thì đơn giản, anh chị chỉ cần căn chỉnh chuẩn rồi siết ốc vít lại là xong, đóng mở nhẹ nhàng và êm ái, không gây tiếng ồn, vừa thẩm mỹ vừa tiết kiệm thời gian trong quá trình lắp đặt. Sản phẩm được làm từ chất liệu thép không gỉ nên độ bền bỉ, anh chị khỏi phải lo nghĩ. Hiện tại chúng tôi đang có nhiều chương đấy, trình thế về sản phẩm nữa nhé. Đấy, rất là nhiều chức năng luôn. Như hiện nay thỉnh thoảng lỡ tay đóng cái cửa và giật hết cả mình các bác ạ. Em mà biết cái bản lề giảm chấn này sớm hơn thì em đưa ngay cho mấy bác làm tủ cho em. Công nhận bây giờ mấy bác kỹ thuật hay thật, cái bản lề này không cần khoan đục lỗ gì cả, bác có mấy cái vít ở xong mà nó đóng cửa êm gì đâu. Mấy bác làm tủ thì mua ngay về lắp đi nhé, em đảm bảo là khách nào cũng yêu luôn đấy. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, đấy thì bên em sẽ bán theo một lúc là một đôi nhá, một đôi là hai cái, giá của nó sẽ là 30 ngàn. Lên mã em sẽ cái bản lề giảm chấn nhá, bản lề giảm chấn không khoét lỗ nhá, hai cái 30 ngàn, là tức là một đôi đấy, hai cái 30 ngàn. Những cái mã hàng mới thì đây, cái ổ gập ấy thì bữa trước thì em đang bán hết hàng, thì hôm nay em thông báo là bên em tiếp tục lại về hàng nhá, và vẫn giá cũ cho bác luôn, đó là 20 ngàn một cái ổ gập nha, 20 ngàn một cái nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái ổ gập này,
Đấy, ổ gập, ổ cắm gập nhá, 20k một cái. Con này thì hàng của thương hiệu Hinoki. Đấy, hàng của Việt Nam sản xuất nhưng mà nó là theo công nghệ Nhật nhá, rất là xịn luôn. Đây hàng có nhìn hàng chân đồng, rất là ok. Con này là các bác cắm vào một ổ nhưng mà nó chia ra được làm 3 nhá các bác nhá. 1 2 3. Đặc biệt là những cái vị trí mà ở tường các thứ rồi. Đấy các bác, bình thường là các bác để những cái ổ nó thò ra nó rất là vướng víu như đây, các bác gập nó lại. Đấy, sau đó các bác chia ra làm 3, hoặc ví dụ những cái chỗ nào mà nó hiện tại là nó cắm full hết ổ rồi. Đấy, nó không còn chỗ cắm nữa mà các bác muốn cắm thêm thiết bị. Đấy thì các bác mua cái ổ này về các bác cắm vào để nó được thêm những cái ổ khác để các bác cắm chia ra, cắm được nhiều thiết bị hơn nhá. Rất là hay. Nói chung cái ổ này bên em bán khá là nhiều rồi mà nó cũng rất là hữu ích, dùng gia đình các thứ này. Đấy, dùng thiết bị các thứ rồi các bác cắm nhiều, muốn cắm nhiều ổ. Đấy thì mua cái này về các bác nhiều ổ những cái phát sinh ra. Bây giờ mà các bác đục cắt tường các thứ giờ thì nó rất là khó. Đấy các bác mua cái này về. Đấy mình cắm thêm vào để mình chia ổ ra để các bác cắm nhá. Đấy thì lại tiếp tục về hàng cái mã này. Lên mã giúp em sẽ là cái ổ gập nhá. Đấy nó có thể gập đi gập lại được này. Đấy rất ok. Cắm vào một và chia ra được thành 3 nhá. Giá của nó sẽ là 20.000. Nhớ giúp em mã sẽ là ổ gập nhá. Ổ điện gập 20.000 một cái ổ điện gập, hàng của Honiki nhá. Đấy Honiki. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái khay để trứng này, cái khay để quả trứng nhá. Em báo giá luôn là 50.000 một cái khay này. Cái khay này rất là hay luôn. Các bác để trứng vào đây nhá. Thứ nhất là nó tiết kiệm không gian. Đấy, đặc biệt là cái trứng các bác để lâu bên ngoài thì không được, các bác để vào tủ lạnh. Mà để trong tủ lạnh thì lại rất là hay bị chật chỗ mà không để được những thứ khác. Đấy thì các bác mua trong cái khay này về rất hay luôn. Đấy thì về các bác cứ xếp trứng ở đây thì nó sẽ cứ lăn xuống này, lăn từ tầng này xuống tầng khác, lăn này xuống khác, và nó sẽ cái lối lấy của nó lấy đây thì các bác cứ lấy đến đâu là sẽ tụt trứng đến đấy, lấy đâu sẽ tụt trứng đến đấy nhá. Thì nó có cái thiết kế cho cái độ dốc này. Đấy theo cái độ dốc thì nó sẽ có tụt trứng xuống. À, nó cứ tụt dần xuống đến lúc nào hết thì thôi. Hết thì các bác lại bổ sung các bác bỏ lên trên nhá. Đấy, rất là tiết kiệm không gian luôn. Đấy, một cái khay này các bác để được khoảng tầm 2 4 6 6 6 quả 3 tầng, các bác để được khoảng tầm 20 quả. Cho mỗi khay này khá là nhiều luôn đấy. Đấy 20 quả trứng luôn mà giá chỉ có 50.000 thôi. Đấy, em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước thông số này. Con này cái phần chiều dài của nó rơi vào là đi 31 này, cái phần chiều cao của nó rơi vào là 19 này, con này 19, chiều cao là 19, chiều dài là 31 nhá, và cái phần bán rộng của nó rơi vào là 6,5 cm. Đấy, khá là vừa để các bác để trong tủ lạnh nhá, tiết kiệm không gian, tiết kiệm diện tích, đỡ bị vỡ đập, các bác để trong những cái chỗ kia nó lăn và vỡ đập rất là dễ vỡ nhá. Đấy các bác mua cái khay về. Đấy, bằng nhựa ABS cao cấp, rất là xịn sò, rất là thông minh luôn. Giá của nó sẽ là 50k nhá. Lên mã em sẽ là cái khay để quả trứng nhá, 50.000 một cái khay này. Đây các bác cùng xem thực tế cái về cái sản phẩm này. Đây này. Khay đựng trứng này sẽ giúp cho cái tủ lạnh nhà bạn gọn gàng hơn, và đặc biệt là khi lấy trứng ra cũng rất là dễ. 15 trứng nhặt hộp này thì nó rất là tiện, các bạn bỏ trứng vô, lấy cái nào ra thì nó tự lăn xuống đúng ngay chỗ đó cho các bạn lấy tiếp, rất là tiện. Mà để trong tủ lạnh á, theo cái chiều dọc này nè, nó rất là gọn ha, không có phải giống như mấy cái hộp mà dạng chiều ngang, rất là tiết kiệm diện tích luôn. Mà nhà bạn nào mà muốn ăn nhiều á thì có thể là mua 2 vỉ. Cái giá 3 tầng này để lưu trữ trứng là thực sự rất tốt để sử dụng. Một cái hẹp sẽ không lãng phí không gian của tủ lạnh, một cái có thể đặt 30 của trứng. Chất lượng và tay nghề của kệ này đều rất tốt, đặt ở bên cạnh tủ lạnh, mỗi lần lấy trứng trên đó sẽ lăn xuống. Cái giá 3 tầng này mỗi lần mà các bác lấy trứng ra là nó cứ thế nó lăn thôi. Sau đó các bác để lên cái khay trên cái khay trên cùng này. Đấy các bác để lên trên cùng thì nó có thế là nó lăn xuống, các bác lấy đâu là nó sẽ lăn xuống đấy nhá. Đấy lăn đấy, nghĩa là trứng mới trứng cũ là nó sẽ lần lượt luôn, mình ăn những cái trứng cũ trước, còn cái trứng mới là nó sẽ lăn xuống lần lượt, rất là hay. Đấy, thiết kế rất là thông minh luôn. 50k một cái nhá. Lên mã em sẽ là cái khay để quả trứng, 50.000 một cái nhá. Đây rồi, tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái này là cái đèn quay. Đấy, đèn quay nhá, đèn quay nhiều màu rất ok, về các bác trang trí này, rồi các bác trưng bày, rồi là các bác thắp lên phòng lên nhà nhìn rất đẹp luôn. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã như em sẽ là cái đèn quay nhiều màu. Đấy, đèn quay nhiều màu nhá. Giá sẽ là đi 40.000 thôi, chỉ có 40.000 một cái đèn quay nhiều màu này, cắm trực tiếp điện 220 các bác xài nhá. Thì khi mà đi kèm thì sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái đuôi đèn như này nữa. Đấy, về các bác xoáy với đuôi đèn này, xoáy trực tiếp với đuôi đèn này chưa, sau đó là các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn điện 220. Ở cái đuôi đèn rất hay là nó có thiết kế một cái công tắc bật tắt rất tiện đây. Đấy, cắm thì các bác cứ cắm vào nguồn, còn lúc nào xài các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho em cắm nó coi nhá. Cắm trực tiếp điện 220 này. Đấy, bật lên này, thấy không, quay như kiểu là ba sàn luôn nhá, ánh sáng rất là rõ ràng, cứ quay tròn này thôi, cứ quay tròn này. Đấy, tạo hiệu ứng màu sắc nhìn rất là đẹp luôn nhá. Ở đây thấy không, quá ok này. Đấy, các bác về cắm trực tiếp điện 220 xài.
trên này có công tắc nhá, mình dùng góc bật lên không dùng tắt đi, rất tiện dụng luôn. Đó đây, cứ quay tròn thôi và nó chiếu lên trần, lên chiếc các thứ này, chiếu vào trong nhà nhìn cái màu sắc ánh sáng thì rất đẹp luôn. Đó, 40.000 một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đèn quay cắm trực tiếp điện 220 các bác xài nhá. Giá đang gửi bác là 40.000 một cái đèn quay này nhá. 40.000 một cái, đi kèm sẽ có cả đuôi đèn các thứ đầy đủ luôn. Về các bác cắm là xài thôi. 40.000 một cái đèn quay nha, 40k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng này. Đấy, cái này thì về xài rất là hay luôn. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng. Giá của bộ này sẽ là đi em bao tiền thì là tin nhỉ? 70.000 một bộ nhá. 70.000. Đấy, 70k một bộ thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân mà nói chung là rất là cần thiết cho mỗi gia đình. Rồi các bác nào hay xài di chuyển đồ đạc, tủ lạnh, tivi, rồi là máy giặt, rồi là giường chiếu các thứ rồi. Bình thường là các bác có phải nhờ người thứ là nó rất vất vả, như đây mua cho em một cái bộ này về các bác không cần phải nhờ người luôn. Đấy, thì một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái tay đòn bẩy này và đi kèm là bốn cái chân. Đấy, 4 cái chân và những cái chân này nó có bánh xe nên khi mà các bác có để đun đi đun lại rất ok. Đấy, mắc chịu tải của nó lên đến là 150 kg này. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam nhá. Đấy, hàng Việt Nam, nói chung là người Việt dùng hàng Việt. Đấy, ủng hộ hàng Việt nhá, thiết kế rất thông minh. Đây là một cái tay đòn bẩy này, tay đòn bẩy, cái tay nó có bánh xe rồi các bác hút cái tay đòn bẩy và cái đồ các bác cần nâng lên. Các bác khi mà các bác nâng lên rồi thì các bác sẽ cho em cái này vào. Đấy, nó gọi là cái đế này. Đấy, và cái đế này nó có những cái bánh xe này, nó sẽ quay nhá. Đấy, quay đi quay lại rất hay luôn. Đấy, rất ok. Thì một cái bộ này sẽ gồm có là bốn cái đế nha. Đây. Bốn cái đế nha. Bốn cái đế chân bằng nhựa ABS cao cấp nhá và một cái tay đòn bẩy bằng kim loại luôn, rất chắc chắn nhá. Cái này thanh này của nó cái thanh sắt đặc luôn này. Thanh sắt đặc này. Thanh này về thanh này phi 10, siêu chắc siêu khỏe luôn. Đấy, bánh xe các bác sụp vào đẩy nha, thế xong. Đây mình chọn bộ này là 70.000 nhá, là 70.000 một bộ nhau nhá. Lên mã em sẽ cái bộ dụng cụ di chuyển đồ. Đấy, bộ dụng cụ di chuyển đồ 70k một bộ nhá. 70k một bộ. Đây các bác cùng coi video về sản phẩm này. Đây. Làm sao để di chuyển đồ vật nặng trở nên nhẹ nhàng hơn và ít thiệt hại hơn? Hôm nay thì gợi ý cho bạn đó là sử dụng bộ kit nâng vật nặng 5PC. Dụng cụ di chuyển đồ được thiết kế dễ dàng sử dụng và rất tiện lợi, làm giảm nguy cơ các đồ vật bị lật hoặc va chạm với những bức tường và ủng tắc cửa, giảm tốn kém thiệt hại tài sản. Thích hợp để di chuyển tất cả các loại đồ vật lớn nhỏ như nệm, TV màn hình phẳng, tủ quần áo, tủ lạnh vân vân. Là làm sao đấy, rất tiện dụng nhau coi nhá, dùng rất hay luôn. Dụng cụ hỗ trợ nâng và di chuyển đồ vật nặng tiện lợi dành cho gia đình nhà bạn. Đấy, bình thường là các bác mình nhờ người nọ người kia bên cùng, như đây rất là nhàn thôi. Đấy, kê vào đẩy bẩy nó lên, sau đó các bác đút xem cái bộ bánh xe vào bốn bánh bốn góc ấy, các bác cho vào và các bác đẩy lên, thế là xong, rất là hay luôn. Đó, đi kèm là có cả cái dụng cụ đòn bẩy nữa và bốn cái đế nha, để các bác cho lên và các bác ấy. Ở đây nó có bánh xe này quay này. Đấy, bánh xe cứ thế nó quay, di chuyển nó quay thôi. 70k bộ nhá, bộ dụng cụ di chuyển đồ 70k, hàng Việt Nam nhá, rất chắc chắn chất lượng luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã dầu gió Singapore này, nhiều bác hỏi quá này, thì đây tiếp tục hàng lại về nhá. Lên mã em sẽ cái lọ dầu gió hàng của Singapore, made in Singapore. Đấy, một chai này là 24ml nhá, rất là xịn xò, ok luôn. Hàng này thì hàng cam kết bác là hàng chính hãng chuẩn 100%. Đấy, các bác mà phát hiện hàng giả hàng nhái bên em đền bác 200 lần tiền luôn. Đấy, chắc chắn cái này em bán siêu nhiều rồi mà hàng thì thi thảm mới có về, không về được nhiều đâu bạn, vì hàng này là hàng sách tay chứ không phải hàng đấy. Đây đó, đây. À, hàng này xuất cho thị trường của Mỹ này, LAUSA này, mùi thơm nóng quá nhá, mùi thơm nóng và chất lượng. Hàng của nó thì sẽ là hàng hai nắp, hàng hệ hai nắp. Hàng hệ hai nắp thì hàng là chống chỉ định cho chị em sử dụng nhá. Đấy, ví dụ như là chị em chẳng may chúng nó có cầm vào chúng nó không thể mở được nhá, vì hàng hai nắp nó là hàng an toàn. Các bác muốn mở có ấn cho em, ấn mạnh vào. Đấy, sau đó các bác xoáy nó ra. Đấy, và khi mà các bác muốn lắp nó vào thì các bác lại ấn nhá. Đấy, lắp vào các bác xoáy sau có ấn. Đấy, nó sẽ lại khớp vào, ok. Đây. Hàng tem mác ngon này, mùi rất là thơm nhá, mùi thơm nóng nhá. Nói chung là hàng chuẩn dầu gió của Singapore nhá, nên các bác yên tâm. Đấy, bán siêu nhiều luôn, mà thậm chí là lâu lâu với lại có hàng về thôi chứ không về liên tục đâu. Đấy, lên mã nhé, em sẽ là cái chai dầu gió của Singapore nhá. Một chai này là giá sẽ là 50.000 một chai. Lên mã nhé, em sẽ là chai dầu gió Singapore 50k một chai. Các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đấy, đau
xương khớp long rồi ngậm rồi cảm ốm hắt hơi sổ mũi rồi các bác bị côn trùng đốt đấy. Nói chung là nó rất là nhiều công dụng khác nhau nhá. 50k một cái chai dầu gió Singapore này, hàng một chai là 24ml. Đây con nhìn cái tem bóng bảy màu nó này, lên các bác biết ngay là hàng chuẩn hay không này. Đấy, thấy không, đấy, tem bóng bảy màu này lên nó, nói chung là nhìn cái lọ chính hãng nhìn nó khác ngay, nhìn nó khôn lắm đấy, nhìn nó không phải dạng hàng giả nhái đâu, nhìn các bác nhìn cái cảm quan ngoài các bác biết ngay là hàng chuẩn hay không rồi. Đó đây, made in Singapore đó, 50k một chai nhá, dầu gió của Singapore 50k một chai này, hoặc là lên mã nhé, sẽ là dầu gió xanh cũng được. À, lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, nhiều bác hỏi quá này. Bữa trước đang bán hết hàng, hôm nay hàng tiếp tục về nhá, giá thì vẫn thế đó bác thôi, 10.000 một cái cây gãi lưng này. Đây kéo ra thu vào rất tiện dụng luôn đấy, kéo ra thu vào rất tiện dụng luôn, các bác muốn để ngắn hoặc để dài nhẹ được đấy, mình chỗ nào dài các bác không với tay được mình có thể kéo ra đấy, đặc biệt là lưng đấy, lưng thì các bác với tay các bác gãi rất là khó, mua cho em cái cây này về giá nó bình dân thôi. Cái phần đây của nó là dạng sừng này, thân của nó thân inox nhá, rất chắc chắn và bền luôn. Giá thì em báo giá luôn nhá, lên mã em sẽ được cái cây gãi lưng. Bên em đang gửi bác là giá sẽ là đi 10k nhá, 10k, 10.000 một cái cây gãi lưng này, chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 một cây gãi lưng có thể là kéo ra và thu vào dùng rất tiện dụng luôn. 10k một cây nhá, lên mã sẽ là cái cây gãi lưng. Đó, 10.000 một cây, rất tiện. Thắt lưng với lại ví da thì hàng mới shop tiếp tục về nhá. Dòng thắt lưng da bò với lại ví da của Mỹ này. Đây, giới thiệu luôn cho bác đó là cái ví da này. Ví da này thì tại em đã có hai màu, là ví da màu nâu, ví da màu đen. Giá bên em đang bán là 140.000 một cái nhá. Lên mã bên em sẽ là cái ví da bò khâu tay nhá, 140.000 một cái này. Có hai màu là màu nâu màu đen. Thì các bác cứ lấy màu nào được cứ báo cho em nhá. Đấy, lấy màu nâu báo cho em, lấy màu đen báo cho em đây. Con này là con màu đen đây này. Đấy, con này là con màu đen, còn con này là con màu nâu nhá các nhá. Đây, quay cho bác chi tiết về sản phẩm này. Toàn bộ thì là khâu bằng tay. Đấy, khâu bằng viền bằng tay hết luôn. Đấy, bên trong này. Hàng này thì hàng của Mỹ nhá, made in USA. Đó, phần bên trong đây có rất nhiều ngăn đấy bác, xài thoải mái luôn, có cả một cái ngăn khóa chính này để các bác để những cái tài liệu chính ở đây, và một cái bên ngoài là những cái ngăn nhỏ này. Đây hàng này có nhìn này, hàng da nó, hàng da nguyên miếng nhá, hàng cam kết bác là hàng da chuẩn 100% luôn đấy, nếu mà không phải da thật bên em không lấy tiền bác luôn, đến nơi các bác cứ nhận hàng kiểm tra test thử da thật cho em thoải mái luôn đấy, hàng cam kết da thật 100%. Đây bên trong đây đó, rất nhiều ngăn đó, có cả những cái ngăn nhỏ nhỏ các bác đựng thẻ, đựng thẻ ngân hàng, rồi là thẻ căn cước công dân, thẻ giấy tờ cá nhân, giấy tờ tùy thân vào đây rất ok. Bên trong các bác đựng tiền chưa? Đấy, rất chắc chắn nhá. Cái đặc trưng của cái sản phẩm này khi mà da thật ấy là các bác càng xài thì da nó càng bóng. Càng xài da nó càng bóng nên là dùng rất là thích luôn. Đó. 140.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ là ví da bò khâu tay 140k. Hiện tại đang có hai màu là màu nâu và màu đen, các bác lấy màu nào báo nhé. Đây này, nó có cả giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm này. Đấy, cam kết da thật. Bơm tay này, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bơm tay vàng nhá, bơm tay vàng, hàng của thương hiệu Stanley Japan, rất xịn sò, ok luôn, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã bơm này. Thì đây hôm nay hàng lên shop lên shop về cho bác này. Đấy, con này thì nói chung là quá chắc chắn rồi. Đây Stanley Japan, có phần đồng hồ đo suất này, dây bơm nhá, dây bơm thì chống gập chống gãy, dây bơm siêu bền, các bác cứ gập cho em thoải mái này, thả tay cái lại về bình thường luôn. Đấy, dây bơm siêu bền nhá, phần đầu bơm thì bơm xe đạp xe máy các thứ ra, con này thậm chí các bác bơm cho em ô tô con thoải mái luôn. Đấy, đây phần chân bơm, có nhìn này, phần chân bơm thiết kế toàn bộ là bằng nhựa cao cấp ABS nhá, rất chắc chắn luôn, thân bơm bằng kim loại. Đấy, đây phần tay cầm, các bác nhìn cái phần ti của nó này, cái phần ti của con bơm này rất là to. Bình thường là các bác mua thị trường con ti bơm ấy nó rất là nhỏ, bơm nó thứ nhất là nó rất là mềm mà nó yếu ớt. Đấy, con này bơm cái ti bơm nó to nên khi mà con bơm nó rất là cứng cáp, nó rất là khỏe, nó dễ bơm. Đấy, lượng hơi thì ra rất là đều các nhá, lượng hơi ra rất đều, bơm rất êm luôn. Đấy, bơm rất êm. Về các bác bơm xe đạp xe máy ra, con này nói chung là các bác xài gia đình là rất là hợp lý. Bình thường là các bác nhà hay có xe đạp xe máy thứ là cứ phải đi chạy đi hàng xóm mượn bơm này, rồi là mình cứ phải mang ra quán mình bơm các thứ rất là mất công. Đấy, mua cho em con này về các bác vứt ở nhà. Đấy, lúc nào cần cái mình có cái mình lôi ra mình xài luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, đồng hồ đó xuất đầy đủ các bác luôn. Giá thì đợt này nó về cái lô này giá nó rất là bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái bơm tay vàng. Đấy, bơm tay vàng. Bơm tay vàng này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 170.000 một cây nhá. Bơm tay vàng này. Đấy, giá sẽ là 170.000 một cây. Còn nhà em còn một loại nữa là bơm tay inox, bơm tay inox thì là 150, còn con này thì là 170. Đấy thì các bác ưng cái mã nào thì cứ báo nha. Đấy, hai mã này nó xem nhau thôi. Đấy, còn cái mã này thì trước em cũng bán rồi. Một thời gian nó hiện đang bán hết hàng mà cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này, thì đây đợt này lại về nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái cây bơm tay vàng nhá. Đấy, cây bơm tay vàng. 170.000 một cái cây bơm tay vàng này nhá, 170.000 một cây.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái kẹp mát nam châm này. Lên mãi em xin cái dụng cụ kẹp mát để về các bác hàn xì nhá. Các bác xài con này cho em rất ok. Đây, về thì các bác siết lại cho em với con ốc này. Đấy, thì khi mà vận chuyển thì những con ốc này hiện tại đang lỏng ra thì về các bác siết lại. Đấy, và các bác kẹp cho em cái dây mát của cái máy hàn ấy, các bác kẹp vào đây. Và ví dụ những cái chỗ nào mà kim loại ấy, các bác hít nó vào là nó sẽ dính chặt vào, và cái phần kẹp mát này nó sẽ chạm với lại cái phần kim loại mà các bác hàn ấy. Bình thường là các bác cứ phải kẹp bằng tay cái thứ rất là mất công. Đấy. Rồi là các bác cứ hay cặp bằng cái kìm ấy để các bác kẹp mát vào, thứ nhất là mất công, và thứ hai là khi mà mình tháo nó không tiện. Cái con này các bác chỉ việc bỏ cái là nó siết luôn vào đây, cái phần mát này nó sẽ chạm vào và các bác cứ thế các bác hàn thôi. Đấy, nó gọi là cái kẹp mát để các bác hay hàn xì ấy, hay thợ hàn thì các thứ gia đình cũng dùng thoải mái luôn. Con này cái nam châm này hít rất mạnh, đây em sẽ test bác con này. Đây cái nam châm này hít rất là mạnh luôn. Đây, cái nam châm này. Đấy thấy không? Hít rất mạnh luôn, và cái phần kẹp mát nó sẽ chạm đây luôn này. Đấy, còn nếu các bác về xem cái cỡ của nó thì các bác có thể điều chỉnh bằng cái ốc này. Đấy, và về các bác kẹp cái dây hàn nó cho em xong. Đấy, nó gọi là cái kẹp mát nam châm. Đấy, bỏ vào cái nó sẽ kẹp rất là chặt luôn, kẹp hít rất chặt nhá. Đó, và nó sẽ chấm cái đầu mát vào đây là cứ thế các bác hàn thôi. Nó rất là dễ dàng sử dụng nhá, rất là hay luôn. Đó, cố định một chỗ mình đỡ phải di chuyển mang đi mang lại, nó mất công ạ. Đấy, bình thường là các bác cứ phải kẹp cái hàn kia mang đi mang lại mất công, mà ví dụ như các bác ở xe chẳng may là giật dây mạnh cái là nó sẽ bong luôn cái phần kẹp cái kẹp mát, cái dạng kẹp ra. Nhưng con này nó dạng nam châm hít rất là chắc, mà nó khi mà mình lấy ra nó rất là tiện, rất là dễ nhá. Đó, báo giá bác luôn, lên mã cho em sẽ được cái kẹp mát nhá. Đấy, cái dụng cụ kẹp mát nam châm, cứ lên mã em sẽ đi kẹp mát cho nó dễ. Đấy, kẹp mát đây. Giá của nó sẽ là đi 40.000 thôi nhá, 40.000 thôi, 40.000 kẹp mát này. Kẹp mát để các bác hàn xì này, 40k. Đấy, 40k một cái kẹp mát này. Đấy, 40k, nó có nam châm hít nhá, rất là khỏe luôn. Đấy, 40k một cái. Đấy, các bác cùng xem video này. Hàn mà còn dùng kẹp mát này không ạ? Để em lên cho các bác mẫu kẹp mát nam châm hút chặt của bên em. Thiết kế đẹp mắt đi kèm có nam châm, có thể hút dính mọi mặt phẳng địa hình góc cạnh, có thể dùng cho máy 500A, có săn cốt kẹp thuận tiện cho đấu nối, dễ dàng lắp đặt tháo lắp nhanh gọn. Lưu ý sử dụng phù hợp cho các vật liệu có từ tính như sắt thép. Chưa tới 50k các bác đã sở hữu bộ đầu mát nam châm này à? Bác nào thích mua ủng hộ em nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, con này rất là hay. Đấy, mà đặc biệt con này view những cái chỗ mà cái dạng view sắt tròn này, bình thường là các bác kẹp rất là khó này. Đây các bác cho đây cái đó là hít vào luôn, rất ok luôn, nó hít luôn cả những cái sắt tròn này và cái điểm cực này nó chạm vào đây. Đấy, về các bác đấu dây và các bác xài thôi. Đấy, những cái vị trí rất là khó như con này vẫn có thể làm được không nhá. Nó gọi là cái kẹp mát nam châm, kẹp mát cho bác hàn xì sửa chữa, 40.000 một cái nhá. Rồi các bạn tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã quạt 12V này. Đấy, thời tiết bắt đầu đang rất là nóng rồi mà cái tình trạng mất điện này chắc chắn là sẽ có xảy ra. Đấy, các bác mua cho em ngay cái con quạt tẩu 12V này về. Nó là dòng quạt chạy 12V nhá. Đấy, về các bác có ắc quy 12V là các bác cứ phệt vào cho em là vã vào là chạy thôi, mất điện không lo nhé nhá. Mát cực kỳ luôn. Rồi là đặc biệt ví dụ các bác nào đang đi ô tô mà những cái dạng ô tô đời cũ là điều hòa thứ là mà nó chưa đủ độ mát ấy, thì các bác tăng cường thêm cho em cái con quạt này vào nữa. Rất mát luôn. Đấy, thì đi sẵn thì nó sẽ có là cái đầu để cắm, thì nó là cái đầu để các bác cắm vào cái tẩu ô tô nhá. Đấy, cái này thì chuyên dùng cho ô tô, nhưng mà nếu mà các bác muốn dùng gia đình thì bên em sẽ có một phương pháp để các bác dùng gia đình, thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác là một cái bộ tẩu cái này nữa. Đấy, thì về các bác có ắc quy, các bác kẹp vào bình ắc quy, sau đó các bác cắm cái đầu còn lại của nó vào đây, cắm vào đây đó, và các bác kết nối các bác bật lên là các bác xài thôi. Con này nó là dạng quạt đôi nhá, công suất một quạt là 10W nhá, hai quạt thì tổng sẽ là 20W, chạy cực kỳ khỏe và rất êm luôn. Đấy, bẻ các hướng các kiểu này, bẻ lên bẻ xuống bẻ cụp này. Đấy, rồi là xoay sang bên trái, xoay sang bên phải nhá. Đấy, xoay các hướng các kiểu là có thể là ngửa sang sau, ngửa về trước này, rất là tiện dụng luôn. Đấy, là phần đế các bác có thể để trên bàn, để trên nắp capo ô tô, rồi là để những chỗ nào các bác cần mát. Rồi là ví dụ như là nó cũng là một chiếc quạt tản nhiệt rất hay, ví dụ như một cái thiết bị gì đấy trong mùa hè này. Đấy, thường thường các bác xài nhiệt độ bên ngoài trời rất là cao rồi, các bác cần một cái thiết bị để mà các bác tản nhiệt thì con này nó cũng là một cái phương pháp rất tốt luôn. Các bác chỉ việc là kẹp vào cái bình 12V hoặc là các bác xài thôi. Đấy, rất ok đây. Tại đây em đang có cái bình 12V này, các bác kẹp cho em đúng đầu âm dương nhá. Đây, kẹp đúng đầu âm dương cho em. Đấy, là quạt nó chạy thôi, quạt chạy phà luôn, chạy khỏe lắm. Đấy, con này mà nó đủ điện áp của nó chạy thì siêu mát luôn. Vì nó là dòng quạt đôi mà nó mát kinh khủng luôn. Đây. Đấy, đây em đang để số 1 nha các bác, tăng số 2 này. Đấy, thấy không? Chạy rất êm.
Nó là dòng động cơ không thổi than nhá, nên là thứ nhất là nó chạy nó êm, mà thứ hai là cái động cơ không thổi than này nó rất là bền các bạn, rất là bền. Nó không như cái dòng động cơ của thổi than đó các bác, chạy rất là nhanh hỏng như con này. Chạy như là êm không kêu, mà thứ hai là nó bền các bạn. Đây, bật bác số 2 này. Thấy không? Chạy nó phà mát kinh khủng luôn. Em để khoảng cách từ đây đến chỗ em ngồi khoảng tầm hơn mét nhưng vẫn rất là mát nhá. Nó cái giải thổi của nó rất là xa, rất mát luôn. Đấy, mát cực kỳ. Đây có em chỉ gần cầm phà luôn. Đấy các bác nghe thấy không? Phà luôn. Mát cực kỳ luôn. Đấy, mùa hè ví dụ trong tình trạng mất điện. Các bác xài này cho em rất hợp lý. Rồi là ví dụ trên ô tô mình điều hòa chưa đủ mát thì các bác xài cho con này. Mát cực kỳ. Đấy, điều chỉnh các hướng các kiểu nhá. Đấy, đây. Đó, cục lên cục xuống này, cục ra cục vô. Rồi làm một cái dụng cụ để tản nhiệt cho cái thiết bị mà nó hiện tại đang nóng quá tải. Các bác nào có con quạt để tản nhiệt rất là mát luôn. Đó, rất là hay nhá. Quạt chạy rất êm. Đấy. Công suất là 10W một quạt, hai quạt là 20W nhá. Và cắm trực tiếp vào nguồn 12V cho em là các bác xài thôi. Đấy, và về nếu mà các bác không có ô tô, các bác muốn xài ắc quy thì các bác mua thêm cho em cái đầu tẩu cái nha. Đấy, thì tại vì em đang bán một cái đầu tẩu cái nha, đang bán với bác là giá là 40.000 một cái này. 40.000 một cái đầu tẩu cái nha. Còn nếu mà các bác muốn mua quạt thì đang bán với bác giá là 120.000 một cái nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ được cái quạt tẩu 12V. Đấy, hoặc là quạt 12V được. Quạt 12V giá sẽ là 120.000 một cái quạt 12V nha. Đấy, 120.000 một cái quạt 12V nhá. Còn mua đầu tẩu thì cái đầu tẩu cá thì đang bán với bác là 40.000, về các bác kẹp trực tiếp bình ắc quy là các bác xài. Còn nếu mà nhà bác nào dùng chiếc ô tô thì không cần đâu. Đấy, chiếc ô tô thì nó có sẵn cái đầu tẩu cá này rồi, về là các bác cắm chiếc ô tô là các bác cắm cái đầu tẩu cá nha, là các bác xài thôi. Còn nếu mà cái này em bán với bác nào mà dùng ở gia đình không có ô tô, hoặc là các bác muốn xài gia đình xài ắc quy thì các bác mua cho em thêm cái này. Đấy, còn không thì về các bác chế cháo mình về thì các bác chế gắn hàn đấy được. Đấy, cái đầu này của nó, đầu lồi là đầu dương này, còn đây đầu âm. Nhưng mà về các bác cắt ra các bác hàn chế, ví dụ hàng nó lỗi thì bên em không bảo hành các bác nhá. Đấy, vì hàng nó phải nguyên xi bên em mới bảo hành được. Không, đến lúc ví dụ như hàng nó vấn đề xảy ra mà các bác cắt chế cháo ra các bác đấu nối thì bên em không bảo hành nhá. Đấy, lưu ý cho vấn đề đấy. Đó, rồi. Lên mã cho em xem cái chiếc quạt 12V nhá. Đấy, quạt 12V chạy rất khỏe, rất mát luôn. Chạy điện 12V. Nhớ cho em là chạy điện 12V nhá. Về các bác tuyệt với điện 220 là đi đấy. Giá sẽ là 120.000. Còn muốn mua thêm cái đầu tẩu cái để về các bác kẹp vào bình ắc quy thì đang bán với bác là 40.000 một cái đầu tẩu cái nha. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng rất hot trong mùa hè, đó là cái kính bơi này. Đấy, các bác chuẩn bị đi du lịch này, đi chơi này. Đấy, rồi cho các cháu nhà mình. Cái kính bơi này thì trẻ em người lớn đeo hết luôn luôn nhá. Trẻ em người lớn đeo hết luôn, rất tiện dụng nhá. Đầy đủ phụ kiện thứ bên trong. Về các bác tháo ra là các bác xài thôi. Nói chung là đã chuẩn bị xác định đi biển thì biết thì nên có rồi, ví dụ như là các cháu nhà mình ở nhà đến mùa hè hay bơi biết các thứ rồi đấy, cầm một con kính bơi hoặc người lớn có thể đeo luôn. Con này có thể chỉnh cữ được nhá. Đây, cái dây thu đằng sau của nó này, nó có thể chỉnh cữ được. Đấy, về các bác tháo trong cái nắp ra này, nâng cái nắp ra này. Đấy, sau đó các bác chỉnh cữ theo cái vòng đầu của bác nhá, hoặc là theo người đeo đó, và các bác đeo thôi. Kính thì mắt rất là trong này. Đấy, mắt rất là trong, và cái phần do này bịt rất là kín luôn, không lo nước vào nhá. Đấy, gọi là cái kính bơi. Đấy, báo giá bác luôn, giá thì rất tốt, bình dân luôn, 20.000 một cái kính bơi này nhá, chỉ có 20.000 thôi. Lên mã cho em xem cái kính bơi nhá. Đấy, kính bơi mùa hè giá đang của bác là 20k một kính bơi nha, 20k một cái này. Đấy, 20.000 một cái bộ kính bơi này, về là các bác mua cho các cháu thì mình sử dụng này, mà chuẩn bị đi biển biết các thứ này, rồi là người lớn có thể xài được luôn nhá. Đó, bơi biết các thứ là dùng rất ok luôn, về dùng rất là tiện. Đó, bình thường các bác ra những khu du lịch các thứ thì một cái kính bơi này 50-60 nghìn một cái luôn đấy, thực sự bác luôn. Nếu mà các bác đã xác định chuẩn bị đi rồi mình nên mua trước này đi. Đấy, mua có cái là xài luôn, thứ nhất là rẻ, thứ hai là tiện, mà có cái dùng ngay. Đó, đến lúc mà đến nơi khi một là có khi còn cháy hàng, thứ hai có khi nó rất là đắt. Đấy, vì khu du lịch nhiều khi người ta chặt chém giá rất là cao. Đó, 20k một cái sản phẩm kính bơi nhá, người lớn trẻ em đeo hết luôn, vì cái này nó có cái phần dây chun này nó chỉnh cái cữ đầu. Đấy, và cái phần mắt này khá là to này, nên là người lớn trẻ em đều hết luôn. Đó, ok. 20k một cái bộ kính bơi nhá, 20k một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dòng bút bi này, bút bi thiên long nhá. Hiện tại em đang có hai màu là màu xanh và màu đen, và mình em đang bán đồng giá là 25.000 một hộp nhá. 25.000 một hộp bút bi là 20 chiếc nha. Đấy, bán là cả một hộp 20 chiếc luôn, vì giá nó rất là bình dân hạt rẻ rồi, chứ không phải là dạng giá cao đâu. Bình thường là các bác mua một cái hộp này ở cửa hàng biết cũng phải khoảng tầm 5-60 ngàn một hộp. Đây bên em bán với bác giá thì
gần như là cái giá gọi là cái giá các bác nhập vào luôn đấy. Đấy, có khi cửa hàng nhập với giá đấy luôn, 25k nhá, 25k cho một cái hộp bút bi của Thiên Long. Đấy, một hộp là 20 bút nhá, đầu bút thì là đầu bút cao cấp 0.5mm, đấy, nét viết trơn này, êm này, mực ra đều và liên tục này. Đấy, thì một hộp là 20 cây, bên em sẽ có hai màu là màu xanh và màu đen, các bác lấy màu nào báo em hoặc mình có thể lấy cả bộ về thay nhau viết được. Đấy, thì một hộp là 25.000, lấy hai hộp là một đôi là 100, tùy nhu cầu nhá. Có hai màu là màu xanh màu đen, bút bi của Thiên Long nha, đây bút đây, đấy bút đây nhá, đấy, rất ok luôn, về các bác xài sử dụng này. Đầu bút là đầu 0.5mm, lò xo rất là trơn tru chắc chắn chất lượng luôn. Nói chung là bút bi này thì quá nhiều bác biết, em không giới thiệu nhiều, chủ yếu là báo giá bác thôi. 25k một hộp nhá, màu xanh màu đen, lấy màu nào báo nhà em nhá. 25k một hộp là 20 bút nhá, bán một lúc là bán cả hộp luôn, không bán lẻ một cây nhá, không bán lẻ một cây, bán cả hộp luôn. Sản phẩm tiếp theo thì đây lên cho bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái móc áo cua đơn. Các bác cứ lên mã nha, cái móc áo cua đơn bên em sẽ bán nó combo một lần là 10 chiếc một nhá. Đấy, bán cho combo bác một lần 10 chiếc một này. Giá thì siêu hạt rẻ luôn, 30.000 cho một combo 10 cái, chính ra là vào có 3.000 một cái thôi. Đây 2 này, 2, 4, 6 này, 7 này, 8 này, 9, 10. Đây, một lần là 10 cái này nhá. Về các bác xài móc vào quần áo này, móc đồ thứ rất ok đây. Đấy, kẹp rất chắc luôn, kẹp siêu chắc nhá. Đây cái phần móc, để các bác móc treo lên tủ đồ, tủ quần áo rất là gọn gàng ok. Và các bác có thể móc đây, móc nhà này, móc treo nó nối tiếp với nhau luôn. Đây, đấy, rất ok luôn, rất hay nhá, thiết kế rất là thông minh. Nó chỉ có một cái còn gọn thôi nhưng mà rất là hay, nhỏ nhưng mà có võ nhá. Đấy thì sẽ bán được combo là 10 cái một nha. Đấy, 10 cái một này. Giá của nó sẽ là đi 30.000 nhá, 30.000. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái móc áo cô đơn. Đó, móc áo cô đơn. Bán được combo là 10 cái một nhá. Đây, móc áo cô đơn này. Combo là 10 cái một, giá sẽ là đi 30.000 cho một combo 10 cái nhá. 30.000 cho một combo là 10 cái nhá. Đấy, về các bác xài sử dụng rất hay đây. Em sẽ cho bác xem một cái video thực tế về sản phẩm để các bác biết về cái công dụng của sản phẩm như nào. Đây các bác cùng coi này. Đây. Nếu tôi biết có loại kẹp móc này, tủ quần áo của tôi sẽ không xếp chồng lên nhau như thế này. Chỉ cần gắt đôi quần thôi, kẹp chiếc kẹp nhỏ bé này vào là có thể treo quần áo thật gọn gàng. Bạn có thể xếp gọn toàn bộ tủ quần áo, chỏ với một thao tác rất đơn giản thôi. Quần áo sẽ không còn chất đống nữa. Cái gì cũng có thể treo, những đồ phụ kiện nhỏ này cũng có thể treo lên, không thành vấn đề. Thiết kế đầu kẹp bọc silicone mềm, không để lại dấu vết gì hết trên đồ của bạn. Bạn cũng có thể đặt chiếc kẹp này ở nhà bếp để chứa các loại gia vị đóng gói khác nhau. Điều quan trọng là có thể treo ở bất cứ đâu. Còn gì mà nó không thể kẹp nhỉ? Hãy chỉ mình nhé. Đó, khi mà các bác kẹp vào quần áo lên nó rất là ok luôn. Rất là dễ tìm, dễ kiếm này. Rồi là các bác có thể móc đồ vật, đồ ăn các thứ lên đấy được luôn. Rất tiện dụng, các bác treo lên nhá. Đó, rất là hay. Nói chung là giá nó hợp lý mà sản phẩm dùng rất ok đấy. Dùng hai năm cái này em bán cực kỳ nhiều, bán chắc phải đến khoảng tầm mấy trăm nghìn chiếc, mấy trăm nghìn combo này, bán kinh khủng khiếp luôn đấy. Vì giá nó bình dân á, rẻ, chỉ có 30.000 thôi mà 10 chiếc này, về nó móc được khá là nhiều đồ luôn. Đó. À, combo 10 móc áo cô đơn nhá, 30.000 một combo nha. Này, thời tiết là nóng lúc nào quay cũng phải sẵn cái quạt 12V này, rất mát quá nhá. Đấy, phải mọi người mát cực kỳ quá. Còn tiếp theo thì đây, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng điếu ngải cứu này, thì hôm nay hàng bên shop tiếp tục về nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu nhá. Một hộp là 10 điếu ngải cứu, về các bác xài. Thứ nhất là xài để mình lấy mùi thơm này. Đấy, cái này khi mà các bác ngửi thấy cái mùi ngải cứu này rất là nhẹ người luôn. Đấy, tốt cho sức khỏe. Mà thứ hai là con này nó có tác dụng đuổi muỗi nhá. Đấy, xua đuổi muỗi, côn trùng rất là tốt luôn. Đấy, rồi là ví dụ như là nhà cửa lạnh lẽo, các bác thắp lên cho em một nén như này. Đấy, ấm áp nhà cửa ok luôn. Đó, nó là dạng điếu to này nhá. Nó hiểu là cái điếu xì gà. Đấy thì bên em hay gọi là điếu ngải cứu nhá. Đấy, điếu ngải cứu. Trong này là sẽ có ngải cứu. Cái này về các bác không cần phải bóc gì cả, về chỉ việc là các bác đốt đốt lên sau đó các bác gì thôi. Rồi các bác xài thôi. Thì đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái đế như này. Đấy, một hộp này sẽ có kèm một đế nha. Cắm nó vào đây. Đấy, cho các bác để lên nha. Là các bác đốt trực tiếp cái đầu này thì nó có thế, nó cháy dần là nó sẽ tỏa mùi hương ra rất là thơm. Đấy, rất nhiều công dụng nhá, tốt cho sức khỏe này, rồi là xua đuổi muỗi này. Đấy, xua đuổi muỗi, côn trùng, rồi là giúp nhà cửa ấm cúng. Đấy, rất ok luôn. Một hộp là 10 điếu luôn nhá, giá thì siêu tốt bình dân luôn. Đấy. À, lên mã duy em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu 10 điếu nhá, 10 điếu, giá của nó sẽ là đi 30k nhá, 30k một cái hộp điếu ngải cứu này. Đấy, cứ lên mã duy em sẽ là điếu ngải cứu này.
điếu ngải cứu nha. Đấy, chất liệu là toàn bộ là từ ngải cứu ạ, ngải cứu từ thiên nhiên nên rất an toàn. 30k một hộp 10 điếu nha. Đấy, đi kèm sẽ có là một cái đế gỗ này để về các bác cắm cái điếu này vào các bác đốt lên coi nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Ngải cứu được muỗi thơm phòng an toàn cho người dùng. Sản phẩm được làm từ cây ngải cứu an toàn với nhiều công dụng như đổi muỗi, diệt khuẩn không khí, mang lại cho bạn sự tĩnh tâm và giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn. Chất liệu thiên nhiên an toàn sức khỏe nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng và không lo vấn đề độc hại. Thích hợp sử dụng mọi nơi trong gia đình, mang lại mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhanh tay đặt hàng để nhận những ưu đãi đặc biệt từ shop nhé. Rất nhiều công dụng nhá, đem lại sức khỏe này, rồi là thông thoáng nhà cửa nhá, thông thoáng nhà cửa, rồi là dùng rất nhiều công dụng khác nhau. Đấy, cho một cái không gian trong lành, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng của mình ngày cứu dùng rất là tốt cho sức khỏe luôn nhá. Đấy, thì ở đây một hộp là 10 điếu này, giá sẽ là 30.000 hộp nhá, 30.000 hộp, lên mã cho cái hộp 10 điếu ngải cứu nhá, 30k một hộp 10 điếu ngải cứu, đi kèm cho bác là một cái đế này nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu 10 điếu nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái chai dầu gió của Singapore, hàng mới xuất, tiếp tục hàng về này. Đấy, về các bác bôi đau nhức người ngậm này, côn trùng đốt các thứ dùng rất là tốt luôn. Một cái lọ này dung tích của nó sẽ là 24ml, hàng cam kết chuẩn của Singapore luôn, made in Singapore, hàng sách tay nhá. Bản này xuất cho thị trường của Mỹ luôn này con này. Đấy, thị trường của Mỹ luôn, rất là xịn. Đó. Một hộp là 24ml nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra mở ra, bóc rồi là test thử các thứ thoải mái cho luôn. Giá bên em đang gửi bác thì một cái lọ dầu gió nha. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000, lên mã em sẽ là cái lọ dầu gió nhá, lọ dầu gió của Singapore. Đấy, một lọ là 50.000. Một lọ dung tích là 24ml coi nhá. 24ml, 50k một lọ dầu gió này coi nhá. Tiếp theo thì lại về tiếp tục, đó là cái mã hàng keo dán giày. Đấy, báo giá bác luôn, bán nhanh bác luôn, 20.000 một típ keo dán giày này. 20k một típ này. Lên mã cho em sẽ là cái keo dán chuyên để các bác dán giày, dán dép nó bị rách, bị đứt các thứ đó. 20k một típ. Đấy, 20k một típ, các bác lấy 3 típ. Giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho 3 típ nhá. 53 tip, còn các bác lấy một tip để là 20k. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Keo dán giày dán cực kỳ chắc luôn. Một tip này sẽ là 60ml. Đấy, 60ml dùng rất ok luôn. Đấy, về các bác chuyên dùng để dán giày rách, dép rách bị đứt các thứ rồi, các bác chuyên dùng để dán nhá. Hàng này thì bên em đang bán của nó sẽ là hàng đầu kim. Đây coi nhìn này. Hàng sẽ là cái hàng đầu kim này. Các bác dùng là yên tâm đó, để được lâu. Bình thường là những cái dạng đầu ấy là hay bị, các bác dùng hay bị bịt này. Đấy, nhưng con này nó là dạng đầu kim. Đấy, các bác không mà lo cái đầu nó bị bịt hay nó bị tắc các bác nhá. Nên là các bác cứ dùng cái các bác xỏ vào là nó sẽ thông cái đầu luôn. Đấy, lần sau là các bác có thể dùng được mà các bác yên tâm là để lâu được nhá. Đấy, giá em đang gửi bác là một típ là 20.000. Lấy 3 típ sẽ là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là lọ keo dán giày. Đây các bác cùng xem thực tế video này. Vật bị gãy bể từng chỗ bất kỳ, hãy thử ngay keo dán chuyên sửa giày, giày thể thao, giày da, keo nhựa, keo dán giày mềm, không thấm nước, kết dính chắc chắn và nhanh khô này để sửa lại xem nhé. Keo có độ kết dính cao, không thấm nước, không ăn mòn, không gây ốm vàng, không hại da tay, không làm mòn giày hay đồ vật. Thiết kế vòi là lỗ kim giúp dễ dàng lấy lượng keo vừa đủ, không bị khô keo cũng không bị chảy ra ngoài. Keo khô ngay sau khi dán, giày không bị ốm vàng hay khô cứng. Anh chị đặt ngay một chai. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, đấy là cái lọ keo dán giày. 20k một típ nhá, lấy 3 típ 50.000. Cái mã hàng mic không dây, báo giá bác luôn 550.000 một cái bộ mic không dây này, bao ship cho bác luôn. Cái bộ mic không dây này thì nó sẽ gồm có hai cái nhá. Đấy, cái này thì em test rồi, nghe hay lắm, hát hay gọi, hát nghe cực kỳ hay luôn. Sản phẩm thì sẽ là hàng mới như hộp như này đó, đầy đủ phụ kiện, full hộp cho các bác luôn, về các bác xài rất ok nhá. Hàng này thì của Mỹ ạ. Đấy, thương hiệu đến từ Sure nhá, Sure Made in USA, cực kỳ ok luôn này. Đây, đấy, thiết kế mic rất chắc chắn nhá, cực kỳ đẹp, tinh xảo luôn. Sẽ gồm có là hai mic nhá. Đấy, dòng này là dòng không dây. Không dây thì về các bác không cần phải dây dợ lằng nhằng, chỉ cần cắm cho em mấy cục kết nối vào, sau đó các bác bật mic là xà thôi, không cần phải dây dợ gì lằng nhằng. Nó tiện là cái là không dây. Đấy, thì về các bác lắp cho em cái này vào này. Đấy, lắp cái này vào là nhìn lên rất ok. Đây, đấy, nó sẽ có hai cái, một cái, hai cái, hai màu khác nhau nhá. Đây, lắp luôn mà nhìn cho nó đẹp này. Đấy, quá đẹp luôn, lắp vào cái nhìn uy tín ngay. Đó, rất đẹp đấy nha. Đây, hai mic này. Đi kèm với bác là pin của nha, pin. Đấy, thì mic này, mic không dây là xài chắc chắn là phải có pin rồi. Đấy, thì đi kèm với bác là 3 pin của nha, 3 pin. 3 pin thì sẽ có là 2 pin cho 2 mic, 2 pin cho 2 mic và 1 pin cho cái cục kết nối không dây nha. Đấy, thì hướng dẫn các bác luôn này. Thì về các bác sẽ lắp cho em hai pin vào hai cái mic nha.
Đấy, tháo ra. Ở đây nó có cái đấy, lắp cho em đúng đầu âm dương nhá. Đấy, lắp đúng đầu âm dương. Đấy, lắp đúng đầu âm dương. Cái này thì nó hơi căng chút, các bác về ấn vào. Đó, rồi. Sau đó là các bác ra bật mic test lên cho em này. Đấy, lên rồi nhá. Lên rồi này. Đó, rất ok. Rất là dễ sử dụng thôi. Đó rồi, các bác giữ lì thì sẽ bật, giữ lì sẽ tắt nhé. Đó thì các bác lắp cho cái đuôi này vào. Các bác xài thôi. Đấy, su made in USA này. Đấy là các bác lắp xong pin vào mic nhá. Tiếp theo là các bác lắp pin vào cái cục kết nối không dây cho em. Đấy, lắp pin vào đây. Đây, lắp đúng đầu pin nhá. Đây nó có cái hiển thị này. Đấy, lắp đúng đầu pin vào nhá. Nó sử dụng cái pin là pin 18650. Cái pin này thì rất là hay là các bác không phải thay thế gì. Các bác chỉ việc là sạc lại và các bác lại dùng thôi. Khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào dùng. Đấy, thì đây nó sẽ có nút on off này, bật lên cho em. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào cái âm ly hoặc là cái bộ thu phát tín hiệu ấy, các bác cắm vào để nó ra âm thanh nhá. Thì đây em sẽ test cho bác coi luôn. À, một cái hay nữa của cái sản phẩm này là toàn bộ nó dùng cái pin sẽ là cái pin 18650 thôi nhá. Đây, pin 18650 này. Cái pin này thì thị trường nó bán rất là nhiều. Ví dụ như sau này mà nó có hỏng pin thì các bác vẫn có thể thay thế cho em thoải mái luôn nhá. Và nếu mà các bác có nhu cầu muốn mua thêm cái pin này thì bên em đang bán một cái viên pin 18650 nha. Bên em đang bán lẻ các bác là 20.000 một viên thôi nhá. 20.000 một viên nếu mà các bác có nhu cầu dùng nhiều mua thêm. Còn không thì hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc các bác cắm vào cho em. Đây này, nó có cái cổng sạc DC 5V này. Đấy, đi kèm nó sẽ có là cái dây cáp sạc nha nhá. Cái dây cáp sạc này, lại các bác cắm vào đây. Sau đó là các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đây này, đây là cái cục sạc Samsung nha, em đang xài này. Đấy, nếu mà các bác có nhu cầu mua cái cục sạc này để về sạc cho thiết bị các thứ hoặc là sạc cho cái mic này thì bên em đang bán cho bác là lẻ một cái cục sạc của Samsung nha. Giá sẽ là đi 30.000 một cục nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cục sạc Samsung. Công suất của nó sẽ là 5V 2A. Giá đang gửi bác là 30k một cái cục sạc nha. Đấy, 30.000 một cục nhá. Đấy, nếu các bác nhu cầu mua thêm. Đó thì đây, về thì các bác cắm trực tiếp vào cái cổng USB này. Đấy, sau đó một cái đầu lại các bác cắm vào cái mic là các bác sạc cho cái mic này rồi. Đấy, sạc đầy pin thì các bác lại lôi ra các bác xài. Cái này anh thấy luôn nhé, hai cái đều có cổng sạc luôn. Và cả cái bộ kết nối này cũng có cổng sạc luôn này. Đây này, toàn bộ đều, toàn bộ là toàn thiết kế thông minh thôi. Là các bác sạc một lần và dùng được nhiều lần nhá. Và khi mà hết pin thì các bác lại mang ra các bác sạc. Nó như kiểu là điện thoại thông minh bây giờ ấy. Hết pin thì các bác lại lôi ra sạc thôi. Dùng hết pin lại lôi ra sạc có thế thôi. Rất tiện dụng, không cần phải thay tháo nhiều lần. Đó, đây là trên này có nút on off bật tắt này. Đấy, các bác bật tắt vào đây. Ở đây thì giữ lì cho em nhá. Đấy, giữ lì lên và các bác muốn tắt thì các bác giữ lì cho. Có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ dùng luôn. Và một cái rất hay là đi kèm nó sẽ có đi kèm cho bác một cái cổng kết nối như này. Đấy, cái cổng kết nối này để làm gì? Bình thường là các bác về cắm âm ly ấy, là các bác cắm trực tiếp cái này vào âm ly rồi cái bộ thu phát âm thanh nhà mình các bác cắm vào là các bác xài. Còn cái này thì ví dụ như là các bác có một cái loa Bluetooth ấy. Đấy, một cái loa Bluetooth ấy thì các bác cắm lên cho em. Và cái chân này còn lại, các bác xem cái loa Bluetooth nhà mình nó có cái cổng chân 3.5mm này không, các bác cắm trực tiếp vào cái cổng 3.5mm là các bác xài. Đây, ví dụ như em đang có một cái con loa Bomox 3 này. Đấy, nó có cái cổng chân AUX 3.5 này. Đấy, thì các bác cắm trực tiếp vào cho em. Đây, em bật loa cho bác coi. Đó. Đấy, sau đó các bác cắm vào cho em. Đó, các bác cắm vào. Sau đó các bác bật on lên nhá, không nhá. On lên. Đó, thì giờ em sẽ test mic cho bác này. Alo, alo. Đây nhá, đây, về thì các bác có cái một cái loa không dây nhẹ nhẹ này. Đây, ví dụ đây em đang có một cái loa không dây này. Đấy, về các bác là đi kèm nó có một cái cổng kết nối 3.5 này. Các bác cắm trực tiếp vào cái phần tai nghe của cái loa này. Đây, ví dụ em là cắm đây nhá. Đấy, cắm này. Đấy, nó sẽ nhận nha. Bắt đầu em test này. Là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Đấy. Rất ok nha. Đấy, có độ vang các thứ đầy đủ luôn. Mic thu rất tốt luôn các bác. Đấy. Các bác nghe thực tế là em đang nói bằng mic luôn. Nghe rất ok luôn. Cái này là bằng cái loa Bluetooth nhá. Về đó các bác cắm vào mic là nghe rất hay luôn. Đấy, về các bác cắm vào cái âm ly thứ thì mình nhìn nhau hai nữa. Còn đây là loa mà nó đẩy lên nghe rất ok rồi. Bắt rất tốt, rõ ràng luôn. Rồi. Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của Sốt Tiến Huyền các bác nhá. Đó, nghe rất ok. Rồi, đây là thực tế về cái sản phẩm mic không dây này. Đấy, cái này thì em đang quay cái cách kết nối là bằng loa không dây Bluetooth này thôi. Còn nếu mà về thì về các bác
tôi có âm ly các bác cứ cắm trực tiếp âm ly mà xài nghe nó vẫn chuẩn hơn các bác. Cái này thì ví dụ như là mình cần hát di động à, cần di chuyển di động thì các bác cắm vào đấy để các bác xài. Vì ví dụ là trong trường hợp là những cái loa bây giờ là thường thường nó không có cái cổng to này thì các bác cắm vào cổng nhỏ thì nó sẽ đi kèm là một cái cổng chuyển đổi này thì về cũng khá là tiện. Đấy, về dùng rất hay luôn. Đó, cắm phịch vào cái. Thế là xong. Ok, rồi các bác nhá. Rồi chọn bộ như này đầy đủ phụ kiện. Về là các bác lắp vào là xài. Nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra test cho em thoải mái luôn. Nói chung là khá là ok đấy. Nghe hay, xịn, chất lượng. Hàng của Sure nhá, Made in USA. Đó. Hai mic rồi là pin biếc, bộ kết nối không dây đầy đủ đi kèm luôn. Pin là pin sạc đó nhá, pin là pin sạc, không phải pin sử dụng một lần nên là có yên tâm nhá. Bộ này sẽ có giá là đi 450 ngàn. Đấy, 450 ngàn. À xin lỗi bác là 550 ngàn nhá, 550 ngàn. Và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship bác luôn là một bộ đầy đủ nha. Đây, đấy bộ mic không dây, hai mic với nhá, hai mic 550k bao ship tại nhà bác luôn, hàng của Mỹ, rất xịn sò ngon lành. Đó. Rồi qua mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã đèn cắm trại này, cái này dùng hay lắm. Đó, về các bác đi cắm trại, đi picnic, đi chơi này. Đấy, xa nhà không có điện lưới thì các bác dùng cái này cho em rất ok. Đó, ví dụ như là trong trường hợp mất điện các bác lấy con này cho em xài rất hay luôn. Đó. Thiết kế rất chắc chắn nhá, nhìn rất là đẹp, vừa đề co trang trí, vừa làm đèn chiếu sáng, rất là xịn sò luôn. Toàn bộ thân đèn nha. Đấy, và có phần móc treo, đeo lên đeo lại rất ok, nhìn rất đẹp thẩm mỹ luôn nhá. Công tắc bật tắt đây, nó như kiểu dạng chiếc áp coi. Đấy đây. Các bác muốn tăng giảm độ sáng thì các bác điều chỉnh ở cái chiếc áp cho em. Đấy, kèm công tắc luôn. Tạch cái lên này. Đấy, và chiếc áp này tăng giảm độ sáng đây luôn, tùy nhu cầu các bác sử dụng nhá, rất hay. Và đi kèm có một cái cọng dây cáp sạc. Con này sử dụng cái pin 18650 nhá. Pin này thì rất là phổ thông và dễ dàng thay thế rồi. Ví dụ như là có hỏng pin, hết pin thì các bác ví dụ có pin này thì các bác lại lấy cục pin ra thay cục pin khác vào nếu pin này hỏng, hoặc là ví dụ như là pin này hết mà chưa kịp sạc lại thay pin khác nào. Thì bên em đang bán một viên pin 18650 nha. Nếu mà các bác muốn mua thêm thì đang bán bác là 20.000 một viên các bác nhá. Đó thì đang bán thêm cho bác là một viên này là 20.000 nếu mà các có nhu cầu mua thêm. Còn sẵn trong này nó có pin sẵn rồi. Thì hết pin thì các bác lại sạc vào và các bác xài thôi, có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Giá thì bên em đang gửi bác là đi 90.000 một cái, 90.000 một cái. Lên mã cho em sẽ là cái đèn cắm trại. Đèn cắm trại. Giá 90k. Đây. Chỗ này là cái cổng cáp sạc này. Đấy, về các bác kết nối cắm cái này vào đây. Sau đó là các bác cắm cái chân còn lại vào cái củ sạc điện thoại nhà mình ấy. Nó sử dụng cái nguồn điện là 5V 2A. Về các bác có cái cục sạc điện thoại các bác cắm vào đây là các bác sạc nó rồi. Có thế thôi. Sạc sạc đầy thì lôi ra dùng, hết pin thì các bác lại mang vào sạc, có thế thôi. 90.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn cắm trại nhá. Nhớ cho mã cho em là cái đèn cắm trại. Đấy, đèn cắm trại 90k một cái đèn cắm trại nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái môi cơm inox này. Đấy, cái này rất là hay nhá, hàng mới về luôn đấy. Đó. Bình thường là các bác hay thấy những cái môi cơm nó bằng nhựa không ạ? Bằng nhựa. Cái này là bằng inox này. Cái này thì em báo giá luôn nhá. Giá em đang gửi bác là 50.000 một cái môi cơm inox này. Đấy, bình thường là các bác hay nhìn những cái môi bằng nhựa, nhưng con này nó rất là hay, thiết kế rất hay, nó bằng inox. Đấy, SU-324. Về các bác cứ test 500 cho em thoải mái luôn. Inox thì các bác dùng yên tâm là rất là bền này. Thứ nhất là bền, mà thứ hai là nó sạch sẽ. Đấy, sạch sẽ mà an toàn sức khỏe. Bình thường các bác dùng như môi nhựa là nó phải chuẩn cơ, thì như chất liệu nhựa nó chuẩn thì các bác ví dụ các bác xúc cơm nữa là nó tiếp xúc với nhiệt nóng thì không lo, chứ còn các bác mà dùng những cái môi nhựa mà kiểu dạng vớ vẩn ấy là cái nhựa rất là độc, thì các bác chuyển sang dùng cho em cái môi inox này. Thứ nhất là sạch sẽ, an toàn, ok. Đấy. Giá em đang gửi bác là 50k một cái môi cơm inox nha. Đó, giá thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái mô cơm inox nhá, cực kỳ sạch sẽ và an toàn luôn. Các bác về xài chuyển sang cái hệ inox cho em. Đấy, hàng bên em mới về nên ôm lô số lượng hữu hạn đâu nhá, không có nhiều đâu. Đấy, về bán thử với bác này, về các bác xài thử dùng rất ok luôn. 50.000 một cái này, dùng bền, an toàn sức khỏe mà chất lượng nhá. SU-324, nhận hàng cứ kiểm tra test 500 cho em thoải mái luôn, sạch sẽ ok. Xong rồi, một cái mã hàng mới bên em cũng vừa về xong này. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Con này thì các bác có thể về cắt kính này, cắt gạch men đều được luôn. Đó, dao cắt kính này. Dao cắt kính. Cắt được cả gạch men luôn nhá. Đấy, cả gạch men luôn. Giá của nó thì em báo luôn 130.000 một con này. Đấy, 130.000 một cái con dao cắt kính, cắt gạch men đa năng nhá. Con này thì cắt rất là hay. Trước đây em cũng đã bán rồi nhưng mà lâu lắm nó không có hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về. Một cái bộ sản phẩm nó sẽ gồm có là một thân dao này. Đấy, đi kèm với bác là ba cái lưỡi nha. Đấy, đây, ba lưỡi dao. Và có một cái tay cầm. Có một cái tay cầm này, rồi những cái phụ kiện cái thứ đi kèm. Đó thì về
thì bắt đầu là các bác lắp cho em cái phần tay cầm này vào. Đấy, nó là dạng cái dao cắt kính kiểu dạng hình chữ T này. Đó, sau đó là các bác muốn cắt thì các bác để vào cái kính của cái ấy, các bác bắt đầu các bác cầm này, các bác kéo này. Đấy, kéo nó sẽ ra cái vệt. Thì ở đây nó có một cái lưỡi tròn đây này. Đấy, nó có một cái lưỡi nó bằng kim cương này. Đấy, bằng kim cương nó rất là sắc luôn. Đấy, mà con này cắt rất là ngọt, con này cắt ngọt lắm. Đấy mà ví dụ như ở đây đi kèm thì nó sẽ có tặng kèm thêm cho bác là những cái lưỡi dao này, thì nếu mà cái lưỡi nó cùn thì mình có thể thay lưỡi khác luôn, rất tiện dụng và rất là chu đáo và cẩn thận nữa nhá. Đấy, có đi kèm cả lưỡi dự phòng với bác luôn. Và khi mà các bác cắt xong thì ở đây nó có một cái phần tay công. Đấy, cái này nó gọi là cái tay công, thì các bác cho cái viên đá hoặc là cho cái kính vào đây. Đấy, và các bác ngắm đúng cái tim, cái đường cắt các bác vừa cắt, bắt đầu là các bác ở đây nó có một cái tim này. Đấy, các bác cho nó vào chính giữa, sau đó các bác công vào. Đấy, các bác cứ thế công từ từ vào thì cái lực nó sẽ tác động đều xuống, thì cái kính hoặc cái viên đá các bác vừa kẻ xong nó công ra, cái đường cắt của nó rất là mịn, rất là đẹp luôn. Đấy, con này hay lắm. Đó, thì một cái chiếc này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 130.000, có tặng kèm thêm cho bác là những cái đầu cắt dự phòng nha, để về các bác có thể thay thế nhá, là 130k, dao cắt kính cắt được cả gạch men luôn, là 130.000 một sản phẩm đấy nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế về cái video em test thực tế này, các bác cùng coi này, cắt cực kỳ ok luôn. Các bác muốn cắt gạch, đây, cắt kính mà không có máy thì các bác dùng cái dụng cụ đấy nhá. Đây là cái dụng cụ chuyên để cắt gạch men, cắt kính, rất là ok luôn. Các bác chỉ cần kẻ một đường và các bác dùng cái kẹp bấm kia, các bác bấm là nó... Đấy, các bác nhìn nhá, các bác chỉ cần kẻ một đường, sau đó các bác cho vào cái tay công, các bác xoáy như em vừa chỉ bác. Đấy, các bác cho vào cái tay công, các bác xoáy. Đấy, các bác cứ xoáy đều tay, xoáy đều tay, xoáy êm tay là nó công ra đường rất là đẹp luôn. Đây, các bác nhìn đây là người ta cắt đường cong luôn nhá. Đấy là cắt đường thẳng, cắt đường thẳng nó còn dễ nữa. Còn đây người ta cắt đường cong mà cũng rất là mượt luôn này. Đấy, có thấy không? Công cái ra luôn. Cắt cả gạch 1 mét luôn các đấy, bác. Đấy, thấy không? Gạch các dày, gạch rất là dày nhưng mà cắt ngon lành luôn nhá. Các bác dùng cái dụng cụ đấy nhá. Đấy, có nhìn này. Đấy, cắt đường cong luôn nhá chứ không phải là cắt đường thẳng đâu nhá. Cắt đường thẳng nó còn dễ cắt nữa ạ. Đường các bác dùng cái kẹp bấm kia. Đấy, có thấy không? Công cái ra ngay này. Đó, thấy không? Rất là ok. Bấm được cả gạch 1 mét luôn. Đó, thấy không? Nó rất là nhàn, rất là dễ dàng sử dụng cho anh em thợ thuyền. Các bác sử dụng gia đình đều được luôn. 130.000 một cái nhá. Đấy, bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá. Tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này xem rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây, em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy, đây đang lỏng ổ điện này. Đây, em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây, đây các nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó, thì ở đây, đấy, nó khá là sáng đấy nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó, thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoáy bóng vào này. Và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này. Và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đây, rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đây luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó, thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này, lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu. 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng, đó là cái chuột không dây.
em báo giá luôn bên em gửi bác là 90.000 một viên, à 90.000 một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá đây rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần vì dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán cho bác nên là dùng ok lắm đó. Thì gửi bác là 90.000 nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác di thôi. Đây, thì em di cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của em này. Đấy, bấm ngon lành. Các bác nhìn thấy con chuột em di chưa? Đây, con chuột em di này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, các bác nhìn thấy con chuột đây em đang di này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay em đang gì đây. Đây tay em đang gì đây. Đấy tay em đang gì đây. Đấy gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy thấy không. Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá. Không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn. Người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính. Và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng. Và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng đằng trước này. Nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dợ gì nhờ. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá, 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn nhá, rất ok luôn. 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây, 90k một con. Quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này, rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán được combo là 5 quả 1.
Hoặc là nếu các bác mua lẻ, các bác có thể mua một quả một cũng được. Một quả một thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả này thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả một thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả một thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V. Cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít luôn nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại này mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50.000. Một kiểu ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả thì đang gửi bác là 5 cao nhá. Đấy. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50.000. Một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50.000 nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị. Ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ rồi, các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8 thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12 thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá, 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như là các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là
quạt quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100 watt thôi, chứ không có nào đến lên đến 500 watt, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500 watt trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mãi em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng ở giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mãi nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá. Năm đó là cái lô vít cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được. Các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn. Chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày luôn nhá. Đây con nhìn này, chân của nó rất là dày luôn. Nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây vào là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 thôi nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này, này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn. Đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nhà nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nhà, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nhà các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác ạ bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng các em check trên mạng là cái hãng của tàu này, nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thế nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó, rồi 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn những thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đấy, các bạn nhìn này,
tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok, 90k một cây, vào việc chốt đơn anh luôn em nhá, không có nhiều đâu các anh nhá. Và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng, là bán đồng giá luôn là cứ 60k một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60k. Và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này, thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông. Đấy, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó, là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn. Quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. Đấy, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bác. Nó siêu bền luôn. Đây các nhìn này. Dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó, thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá.